Chương 479, Hà Lạc Thần Bí Lời đồn đã quả nhiên không giả lão yêu thanh giang hà, lấy sức một người chống lại tam đại nguyên anh bậc cao ngư dương quốc, trong đó còn bao gồm tam u lão ma dương phạm lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lão yêu thanh giang hà này quả nhiên thực lực cường hãn, đó là một lần giao chiến 200 năm về trước, ba người tam u lão ma đều là nguyên anh sơ kỳ, ta hơi rơi vào thế hạ phong lão yêu lại hơi chuyển đề tại câu chuyện dương phàm cười nói, dù vậy, chuyện đó cũng rất tuyệt vời nhưng trong một lần đại chiến 30 năm trước, Tam U Lão Ma đã tấn chức Nguyên Anh Trung Kỳ. Thực lực tăng lớn, hắn cùng Thanh Hư Tán Nhân hai người liên thủ đại chiến cùng ra, cuối cùng chẳng phân cao thấp sắc mặt lão yêu dần dần ngưng trọng lên, đúng vậy. Tam U Lão Ma này che giấu rất sâu Dương Phạm nói với vẻ hiểu rất rõ hắn thậm chí còn hoài nghi trong đại chiến giữa mấy người lần trước, Tam U Lão Ma thực rất có thể ẩn giấu thực lực với Tu Viên Nguyên Anh Trung Kỳ. Cho dù không thể lực áp lão yêu, ít nhất cũng có thể một mình đánh ngang tay huống chi còn có thêm thanh hư tán nhân dương đạo hữu ngươi hỏi cái này để làm gì lão yêu nghi hoặc hỏi chợt lại giật mình nói ta thiếu chút nữa quên nghe hồ phi nói ngươi cùng tam u lão ma đang đứng ở tình huống đối địch dương phàm gật đầu thở dài không phải đối địch mà là đã giao thủ rồi đã giao thủ trong mắt lão yêu chợt lóe sáng nói như vậy ngươi có thể từ trong tay hắn toàn thân thối lui hắn cảm thấy ngạc nhiên, nhìn qua Dương Phàm không thương tổn một cọng lông sợi tóc nào, theo ta được biết, Tam U lão ma tu luyện cửu U ma công tuyệt thế, thần thông phi phạm, mấy năm gần đây ít nhất đã đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh. Cho dù ta đánh cùng hắn, cũng không làm gì được hắn lão yêu dùng ánh mắt kỳ lại nhìn Dương Phàm không. Hắn không phải nguyên anh trung kỳ. Dương Phàm lắc đầu, thở dài, trải qua giao thủ lần này, phỏng đoán của ta đã trở thành sự thật, không ngờ hắn đã tấn chức Nguyên Anh Hậu Kỳ, cái gì? Nguyên Anh Hậu Kỳ? Lão yêu cùng Hồ Phi đều khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, ngươi nói đúng là sự thật, hắn đã tấn chức đại tu sĩ Nguyên Anh ư. Lão yêu kinh hải dị thường, đúng, chính xác. Dương Phạm hít sâu một hơi, xem tình thế hiện giờ, nếu muốn giết chết hắn, chỉ sợ vô cùng khó khăn, ngươi, ngươi còn muốn giết chết hắn. Lão yêu hỏi với vẻ mặt cổ quái dường như ý của hắn muốn nói tam u lão ma đã tấn chức đại tu sĩ nguyên anh không có tới giết ngươi đã là may lắm rồi dương phàm gật đầu vẻ mặt tự tin dương mổ từ 30 năm trước đã phát linh hồn huyết thệ cho nên hắn phải chết ở trong tay chúng ta lão yêu cùng hồ phi cũng không có chú ý tới một chi tiết dương phàm không phải nói chết ở trong tay ta mà nói chết ở trong tay chúng ta thôi không đúng lão yêu xoay chuyển ánh mắt lại hỏi tiếp tam u lão ma tấn chức đại tu sĩ nguyên anh ngươi làm thế nào có thể ở trong tay hắn toàn thân trở ra? Nếu là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh thì không nói, đằng này từ trong tay đại tu sĩ Nguyên Anh thoát thân, quả thực rất khó. Hơn nữa, cho dù chạy thoát, cũng phải trả một cái giá nào đó thế mà Dương Phạm nhìn qua không tổn hao cộng tóc sợi lông nào, điều này quả thực khiến cho người ta không thể tin được, chuyện này liên quan tới một bí mật của Dương Mổ. Dương Phạm lộ ra thần sắc nghiêm túc, ánh mắt bình thản nhìn lướt qua lão yêu, ha ha ha. Dương đạo hữu yên tâm, ta cùng với tam u lão ma cũng là quan hệ đối địch. Huống chi ngươi là huynh đệ tốt của Hồ Phi, lão yêu ta cũng không phải là hạng người bán đứng bằng hữu lão yêu cười ha hả, lộ rõ vẻ hào hùng Dương Phạm có thể cảm nhận được sự chân thành trong mắt hắn, bởi vì Dương Phạm hít sâu một hơi, chiến đấu cùng tam u lão ma, chính là một cái phân thân của Dương Mổ, phân thân lão yêu cùng hồ phi trận to mắt kinh ngạc vèo dương phàm vừa động ý niệm bên cạnh hắn xuất hiện một ma đạo thanh niên cao lớn lạnh lùng chính là thạch thiên hàn chỉ có điều giờ phút này nhìn qua bộ dáng thạch thiên hàn có vẻ suy yếu nguyên khí đại thương cửu u ma công không ngờ hắn cũng là nguyên anh sơ kỳ lão yêu hoảng hốt là ngươi quả nhiên là ngươi hồ phi nhìn chầm chầm thạch thiên hàn thiếu chút nữa không kìm được nhảy dựng lên trước đây ở phụ cận thanh giang hà hắn từng đánh một trận với Thạch Thiên Hàn. Khi đó hắn còn không biết thân phận của đối phương không nghĩ tớ, Thạch Thiên Hàn chính là một cái phân thân của Dương Phạm, ha ha ha. Dương Đạo hữu quả thật rất cao minh. Ngoại giới đồn đãi ngươi cùng Thạch Thiên Hàn là một người, quả nhiên không giả. Nhưng chỉ sợ bất cứ người nào cũng không thể nghĩ đến, Thạch Thiên Hàn kẻ tu luyện tuyệt thế ma công, lại chỉ là một cái phân thân của ngươi lão yêu ngạc nhiên và tháng phục không thôi, vèo. Dương Phạm vừa đồng ý niệm, Thạch Thiên Hàn liền biến mất tại chỗ, lúc này mới nói, "Phân thân của ta chiến một trận cùng Tam U lão ma, cuối cùng phát hiện hắn tấn chức nguyên anh hậu kỳ." "Mới sử dụng bí thuật độc môn chạy trốn, lão yêu." "Hiện giờ Tam U lão ma tấn chức nguyên anh hậu kỳ, ta muốn giết hắn, không có nắm chắc nhiều lắm, nếu có ngài tham dự, cộng thêm Hồ Phi, Thạch Thiên Hàn cùng với bố trí kế hoạch tỉ mỉ, thì vẫn có hy vọng tiêu diệt được người này Dương Phạm đề nghị, cái này lão yêu nhướng mày dường như có chút khó xử lão yêu sợ cái gì chúng ta cùng nhau đánh tam u lão ma không tin không giết chết được hắn hồ phi cũng là chiến ý dạt dào lão yêu thở dài một hơi chuyện này chỉ sợ không được vì cái gì hồ phi hỏi có chút vội vàng dương phàm ngược lại vẻ mặt trầm tĩnh bởi vì ta là lãnh đạo cao nhất của yêu tộc trong ngư dương quốc mấy ngàn năm qua vẫn luôn có hiệp nghị hòa bình cùng nhân loại nếu như ta trợ giúp ngươi đi giết tam u lão ma tất nhiên sẽ đánh vỡ thế cân bằng này đến lúc đó hàng ngàn hàng vạn đồng bào yêu tộc ở ngư dương quốc đều sẽ rơi vào chiến hỏa ngươi hẳn là biết thế lực của tu sĩ nhân loại mạnh hơn rất nhiều so với yêu tộc chúng ta lão yêu lắc đầu thở dài dương phàm rơi vào trầm mặc thế cục bắt tần cùng thiên cầm nội hải quả nhiên bất đồng tại thiên cầm nội hải yêu tộc nắm giữ địa vị thống trị nhân loại chỉ có vị trí chật hẹp nhỏ bé mà bắt tần lại hoàn toàn trái ngược yêu tộc thường ngày hoàn toàn không dám hiện thế phải núp tránh ở núi hoang rừng sâu càng không dám phạm tới nhân loại trong ngư dương quốc người tu tiên nhân loại cùng nhóm yêu tu sở dĩ có thể duy trì cân bằng một mặt là nhờ cái gọi là hiệp định hòa bình mặt khác là có sự tồn tại của lão yêu yêu tu hóa hình kỳ cường đại nhất này thôi được dương phàm mỉm cười vậy cứ để tam u lão ma sống thêm một đoạn thời gian trò chơi giữa ta với hắn còn phải tiến hành một đoạn thời gian đương nhiên nếu ở thời điểm nguy cơ lâm đầu dương đạo hữu cùng hồ phi có nguy hiểm lão yêu ta nhất định có thể ra tay tương trợ lão yêu lại cười nói dương phàm gật đầu nói tạ ơn rồi cũng lãnh giáo lão yêu một ít đề tài đều có liên quan đến một số đại thế lực ở bắc tần cuối cùng dương phàm hỏi về chuyện có liên quan tới hà lạc hà lạc tiền bối dường như thật thần bí lần này vì sao không thấy xuất hiện toàn tri cảm quan của dương phàm đã bao phủ toàn bộ phủ đệ nhưng hoàn toàn không bắt giữ được bóng dáng Hà Lạc nhưng trước khi hắn tiến vào thanh gian hà, rõ ràng nghe được thanh âm của Hà Lạc. Ha ha. Dương đạo hữu, Người tới là tìm ta. Một lão giả mặt mũi hiền lành tóc màu lam, từ cách đó không xa đi tới, dường như là trong không gian hiện ra Dương Phạm Hoảng sợ. Không ngờ Hà Lạc có thể tránh thoát toàn tri cảm quan của mình, thật sự là sâu không lường được nói về thần bí khó lường có lẽ chỉ có đông phương dược sư trước kia phiêu nhiên xuất hiện ở vụ liễu trấn có thể bằng được dương phàm vội vàng đứng dậy chào hỏi hà lạc đồng thời nói rõ ý của mình tới đây lần này hà lạc trước sau như một vẫn ôn hòa bình dị gần gũi cười nói chỉ sợ ta cũng không giúp được gì bởi vì ta không thể rời thanh giang hà không thể rời thanh giang hà dương phàm hơi sửng sốt cũng không hỏi nhiều nhưng đối với tồn tại của hà lạc càng thêm tò mò ở lại thanh giang hà nữa ngay dương phàm mới cáo từ Cùng Hồ Phi cùng nhau rời đi lão yêu tự mình đưa hai người ra ngoài thanh giang hà, cùng Hồ Phi lưu luyến không rời nửa ngày sau, Dương Phạm cùng Hồ Phi trở lại vụ liễu trấn nếu lấy vụ liễu trấn làm trung tâm, như vậy tú ngọc cát. Thanh Giang Hà cách nơi đây ước chừng hơn một ngàn dặm dương gia bảo cách vụ liễu trấn gần hơn, chỉ vài trăm dặm khoảng cách ngũ bàn thiên thai cùng vụ liễu trấn, cũng là hơn một ngàn dặm đối với Nguyên Anh mà nói, khoảng cách ngàn dặm không. Tính là xa, bay một hồi là tới trở lại y quán, dương phạm phát hiện lâm chung còn đang bế quan cũng cố tu vi kim đang sơ kỳ song tu đạo lữ lưu mạng hương của hắn cũng đang bế quan chẳng những hai người đang bế quan mà ngay cả trịnh tiểu mạng cũng đang bế quan tu luyện hy vọng trong vài năm tấn chức bậc cao trước mắt phổ ái y quán do cha con la nham la tường quản lý hai người cần mẫn thành thật tôn sùng dương phạm như thần linh cung kính khác thường sau khi hồ phi trở lại vụ liễu trấn cũng có chút ngồi không yên muốn đi ngao du các nơi phụ cận dương phạm nói với vẻ mặt nghiêm túc ngươi sau khi cắn núi nguyên anh tu vi mới đột phá đến nguyên anh loại tình huống này ta mới gặp lần đầu hơn nữa trước mắt ngươi với vận dụng lực lượng của bản thân còn xa không đủ cần thời gian mấy năm để củng cố cảnh giới dương lão đại ta thật sự không ngồi yên được hồ phi vẻ mặt khổ sở năn nỉ nói dù sao đã tấn chức nguyên anh cứ để ta đi dạo ở gần đây tìm người hoạt động cho giảng gân cốt Dương Phạm tức giận nói, ở gần đây có ai chịu đựng nổi ngươi dày vò. Hồ Phi đảo trồng mắt lên xuống, Dương lão đại. Không bằng như vậy đi, cho phân thân của ngươi ra đánh với ta. Như vật không những giải buồn mà còn tôi luyện qua chiến đấu, có thể giúp ta nắm giữ lực lượng càng thêm thuần thục. Trước khi ta thăng cấp, cũng rất ít khi củng cố tu vi. Cứ đi khắp nơi tìm người đánh nhau, vận chuyển lực lượng càng ngày càng như ý dương phàm trầm ngâm một lát, cười nói, được rồi, cứ theo ngươi đi. Nhưng phân thân của ta còn phải điều dưỡng nửa tháng, ngươi hãy tỉnh tu một thời gian, một lời đã định. Hồ Phi mừng rỡ, thành thành thật thật đi tỉnh tu chờ đợi, thật đúng là một tên cuồng chiến dương phàm lắc lắc đầu nói đến cuồng chiến, hắn lại nghĩ đến vô song dương phàm chậm rãi xuất ra thanh đoạn kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận được ý chí và tín niệm vô tận trên đó, hắn thấp giọng nói, vô song ngươi hãy đợi một ít thời gian ông ông đoạn kiếm ngân lên mấy tiếng dường như biểu đạt tình cảm gì đó dương phạm dơ cao thanh kiếm hai mắt nhắm lại lẳng lặng cảm ngộ trước đây đã sớm có lĩnh ngộ cầm kiếm này trong tay đủ có thể vô địch bắt tần nhưng kiếm này mang theo một ý chí đến chết không lùi bước không xuất kiếm thì thôi một khi xuất kiếm tất phải một kiếm giết chết đối thủ ngay bằng không người xuất kiếm chính mình phải chết đây là một loại tự tin vô cùng vô tận không chết không ngừng. Một kiếm vượt khỏi gông cùng. Rằng buộc của cái chế, trước mắt xem ra, kiếm này ít nhất có thể trong nháy mắt tăng cao lực công kích của ta năm sáu lần. Dương Phạm lẳng lặng lĩnh ngộ. Chỉ cần tìm hiểu được vài phần huyền ảo, cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh, cũng có thể đánh chết. Chương 481, một người đắc đạo, cả họ được nhờ. Dương Phàm trở về vụ liễu trấn một tháng sau một cái tin tức gây chấn động cả tu tiến giới ngư dương quốc, với tốc độ rất nhanh truyền khắp tu tiên giới đó chính là thảm án quỷ huyễn môn bị diệt môn quỷ huyễn môn sừng sững mấy ngàn năm, một đại phái nhất lưu nội tình thâm hậu, không ngờ trong một đêm bị người ta diệt môn tin tức này, gần như chấn động toàn bộ ngư dương quốc từ trên xuống dưới chẳng những thế, ngay cả giới cao tầng tu chân của 13 nước Bắc Tần cũng nhận được tin tức trên. Thực tế, từ nửa tháng trước giới cao tầng của các thế lực lớn Ngư Dương quốc đã biết được việc này. Tới nay mới rơi vào tai giới hạ tầng tu tiến giới theo tin tức này truyền lại, ba chữ Thạch Thiên Hàng chấn động bốn phương tám hướng như tiếng sấm bên tai Thạch Thiên Hàng, vị ma đạo tân tú Ngư Dương quốc này bằng vào thực lực của bản thân đã nhổ tận gốc toàn bộ Quỷ Huyễn môn căn cứ theo lời đồn, sau ngày Thạch Thiên Hàng huyết tẩy Quỷ Huyễn môn, nguyên anh của đại trưởng lão Viên U Thanh cũng mất tích, cũng có tổ chức tình báo nào đó phát hiện thi thể của Viên U Thanh nhưng nguyên anh thì không biết tung tích, người người đều phỏng đoán, khẳng định là giữ nhiều lành ít đối với kỳ tích cuộc khởi của Thạch Thiên Hàng. Phần đông các thế lực Ngư Dương Quốc đều rất ngạc nhiên về phản ứng của Ma Dương Tông không ít cường giả bậc cao đều biết, năm đó Thạch Thiên Hàng có thâm cừu đại hận cùng Tam U lão ma bọn họ đều âm thầm chờ mong đụng độ giữa tông sư ma đạo lâu đời của ngư dương quốc cùng ma đạo tân tú này chỉ tiếc rằng ma dương tông đối với việc này lại không có bất kỳ phản ứng gì so sánh với cảnh hỗn loạn hiện nay ở tu tiên giới ngư dương quốc vụ liễu trấn vẫn như trước lặng yên tĩnh mịch chỉ là mấy ngày sau đó một dao động linh khí thiên địa cường đại truyền ra từ một chỗ nào đó gần vụ liễu trấn chúc mừng thương hiền điệt. tấn chức kim đang bật cao đúng là thần thức truyền âm của lâm chung sớm đã thăng cấp mấy tháng trước dương phạm lộ vẻ tươi cười cũng chúc mừng đệ tử, tấn chức bậc cao, bước vào giai đoạn thứ nhất của thần thông tam giai, từ nay được hưởng thêm mấy trăm năm tuổi thọ, thương vân có được kết quả thành tựu này, đều là do xe tôn dốc lòng đào tạo thương vân hướng về phía vụ liễu trấn, cung kính dập đầu lại ba cái ngay lúc thương vân thăng cấp không lâu, trịnh tiểu mạng, người đệ tử kia của Dương. Phạm, cũng tìm được một mật địa nào đó ở vụ liễu trấn, bắt đầu bế quan đột phá Dương Phạm thần tình đầy ý cười vô cùng vui mừng có thể đoán trước tiếp theo trong vòng mấy tháng đến mấy năm, trịnh tiểu mạng, liễu vô ngân, đệ đệ dương lỗi, khẳng định bọn họ đều có thể tấn chức bậc cao cảnh tượng này, thật có thể nói là một người đắc đạo cả họ được nhờ dương phạm tự mình phiên bạc ở thiên cầm nội hải, dốc sức đạt tới thành tựu này cũng đã trải qua nhiều khó khăn gian nguy, cũng nhờ liên tục gặp được rất nhiều kỳ ngộ hiện giờ hắn trở về ngư dương quốc, có được rất nhiều thất linh quỳnh tương, tam sinh tuệ. Thủy, thậm chí còn luyện chế ngưng hóa đang gia tăng xác suất thành công kết đang quả nhiên. Tiếp theo mấy tháng sau, Trình Tiểu Mạn cùng sư Tôn Liễu Vô Ngân cũng đều thành công bước vào Kim Đan bậc cao Trình Tiểu Mạn tấn chức bậc cao, sau đó cũng hướng về vụ Liễu trấn cúi đầu thật sâu, vô cùng cung kính duy nhất chỉ có Dương Lỗi không có tấn chức Kim Đan bởi vì khi Dương Phàm trở về Bắc Tần, hắn mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ, không có khả năng trong thời gian ngắn mấy tháng nữa năm tấn chức bậc cao được những người kia sở dĩ có thể nhanh như vậy tấn chức kim đang bậc cao, bởi vì phần lớn. Họ đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn, cách kim đang bậc cao không xa lắm một ngày này, Dương Phạm gọi ẩn tam tới, thu thập tài liệu như thế nào rồi? Dương Phạm dò hỏi, cũng không sai biệt lắm. Còn thiếu một hai loại tài liệu tương đối đặc biệt, có thể trong hai ba năm sẽ tìm được ân tam cung kính nói, hai ba năm. Vậy có hơi lâu. Dương Phàm Châu mày thì ra, ngày ấy tra khảo viên U Thanh biết được Hóa Anh Đan, hắn liền bị hấp dẫn, nếu thế gian này có Hóa Anh Đan, vì sao mình lại không luyện chế chứ? Nhưng muốn luyện chế Hóa Anh Đan, cần phải vượt qua ba cửa ải khó khăn cửa ải khó khăn thứ nhất là tài liệu trong phối phương của Hóa Anh Đan, có một loại chủ tài liệu khó kiếm nhất, đó chính là nguyên anh của tu sĩ cường giả nguyên anh đều là cao cao tại thượng, rất khó chém giết càng đừng nói bắt giữ nguyên anh đây là một trong những nguyên nhân làm cho hóa anh đang rất hiếm thấy cửa ải khó khăn thứ hai là luyện chế hóa anh đang còn có vài loại tài liệu quý báu mà khắp bắc tầng gần như tuyệt tích thậm chí xưa nay không có đây là một trong những nguyên nhân làm cho hóa anh đang ở bắc tầng vạn năm khó gặp cửa ải khó khăn thứ ba chính là luyện chế đang dược này mức độ khó rất lớn tỷ lệ thành công cực thấp không có trình độ luyện đang cấp tông sư khó có thể thành công luyện chế tiêu chuẩn luyện đang cấp tông sư ở toàn bộ 13 nước Bắc Tần cũng khó tìm được hai ba người, cửa ải khó khăn thứ nhất, ta đã vượt qua, nguyên. Anh của chúc Phong cộng thêm nguyên anh của viên U Thanh, ta đã có hai cái. Trong mắt Dương Phạm lóe ra tia sáng hưng phấn, cửa ải khó khăn thứ hai. Ta đã vượt qua được một nửa, chuyến đi thiên cầm nội hải vừa rồi, tài liệu Bắc Tần không có, ta có, tài liệu thiên cầm nội hải không có, ta cũng có. Hiện giờ chỉ còn thiếu mấy loại tài liệu cửa ải khó khăn thứ ba, với pháp quyết luyện đang đọc môn trong tiên hồng quyết, cộng với khai quan tịnh thế diễm, ngay cả nguyên linh đan và cực âm cực dương đang đều luyện chế thành công. Chỉ cần tìm đủ tài liệu, luyện chế hóa anh đan này hẳn là không khó, dương phạm thật hưng phấn và chờ mong ba cửa ải khó khăn, hắn đã vượt qua hai cái rưỡi trước kia, khi hắn luyện chế đang dược cao cấp nhất là nguyên linh đan. Tiêu hao tài liệu cho việc luyện chế này, ít nhất là gấp 10 lần hóa anh đang chỉ tính riêng một thứ thiên linh huyền căng đã không thể đo lường được vật ấy chính là thiên địa kỳ vật, tài liệu cao cấp nhất ở nhân giới. Bắt đầu từ thiên địa sơ khai đã sinh ra một loại mạch căn nguyên thần bí này sau khi dùng nguyên linh đan, cấp bậc linh căn của Dương Phạm, thật sự trở thành thiên linh căn cấp cao nhất. Mà thu được lợi ích lớn nhất là nguyên linh đan tăng lên ngộ tính của hắn, có trợ giúp rất nhiều cho quá trình thôi diễn tìm hiểu cảnh giới mới sau này, hóa anh đang này còn thiếu chút cuối cùng là ta có thể luyện chế rồi giọng nói của dương phàm hơi run rẩy chuyện cả vạn năm tu tiên giới bắc tần không ai có thể làm được chỉ cách hắn có nửa bước xa hắn càng thêm chờ mong cảm giác thành tựu khí tạo ra tân bậc cao nguyên anh hiện giờ ở trong ám huyết vương triệu tam đại quân vương nghịch thiên phá thiên bổ thiên nghịch thiên quân vương cùng phá thiên quân vương đã tấn chức nguyên anh còn bổ thiên quân vương tu vi đã đạt tới kim đan đại viên mãn thậm chí đã nửa chân bước vào nguyên anh kỳ thời gian gần đây dương phàm nhiều lần thúc giục ám huyết vương triều tăng thêm sức người sức của đi tìm mấy thứ tài liệu còn lại nửa tháng sau toàn bộ tài liệu đều tìm được chỉ còn lại một loại phụ liệu cuối cùng quân vương còn thiếu một loại tài liệu gọi là băng ma thạch vật ấy ở bắc tầng này cực kỳ hiếm thất cũng rất ít dùng tớ ẩn tam lại tới báo cáo băng ma thạch dương phàm nhíu mày tài liệu này hắn chưa từng sử dụng xem ra ở khu vực bắc tầng này dường như rất khó tìm thấy các ngươi tiếp tục phái thêm người cố sức phải tìm cho được vật ấy dương phạm phân phó sau đó, hắn gọi thạch thiên hàng trở lại tiên hồng không gian, có một việc, nhờ ngươi đi thiên cầm nội hải một chuyến. Dương phạm nhìn thạch thiên hàng. Trên mặt mang theo vài phần thâm ý hắn lấy từ trong kho hàng tiên hồng ra một bản vẽ không biết tên, mặt trên có đồ án, nét vẽ mờ mờ rườm ra phức tạp, lộ ra khí tức phong cách cổ xưa bản vẽ này chính là năm đó hắn thu được ở thất thải thành bảo trong cửu u bí cảnh dù hắn đã nhiều lần nghiên cứu, cũng chỉ có thể biết vật ấy là bản vẽ kỳ trần thượng cổ của thất thải thành bảo kỳ trần thượng cổ bốn phía thất thải thành bảo cực kỳ thần kỳ lúc trước mấy trăm tu sĩ còn phải mượn dùng phương pháp nội công ngoại kích mới công phá được tòa thành này dương phạm lo lắng một vấn đề từ khi vạch trần tu viên nguyên anh hậu kỳ của tam u lão ma mình phải đối mặt với uy hiếp rất lớn có lẽ tam u lão ma không thể uy hiếp đến hắn nhưng nếu như phát động cuộc chiến lớn ở tu tiên giới chính mình cần phải có một căn cứ địa vững chắc mà kỳ trận thượng cổ của thất thải thành bảo khiến hắn sinh ra một ý niệm và kế hoạch trong đầu một khi có kỳ trận thượng cổ này tương trợ căn cứ địa dưới sự phòng thủ che chở của nó sẽ trở nên vững như thành đồng vách sắt ngươi đi thiên cầm nội hãy giao cho nàng bản vẽ này thuận tiện tìm xem có băng ma thạch hay không mặt khác một số tài liệu ở bắc tần thiếu hụt ngươi cũng có thể kiếm ở nội hải lấy về một ít được ta biết rồi Thạch Thiên Hàng tiếp nhận tấm bản vẽ, sau đó thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay sau đó tại Thiên Cầm Nội Hải, hải vực Thiên Dực Vương ở một nơi sâu dưới đáy biển, một thứ gì đó dường như đột nhiên nhích động một cái, ung ục. Ung ục. Đáy nước bị khuấy động sôi sục đục ngầu tại dưới lớp bùn đất, không ngờ nằm im lìm một ngân giáp thị vệ người của tu tiên giới hơi có kiến thức một chút, nếu ở đây nhìn thấy, liền biết ngay đây là một con rối bậc cao hiêm thấy, vèo. Một thân ảnh cao lớn oai vệ đứng trên con rối bậc cao, phù. Thạch thiên hàng thở một hơi dài, nhìn kỹ phiến nội hải mênh mông rộng lớn không cùng này so với ở bắc tầng bất đồng, hải vực này có thể mang đến cho hắn một áp lực, trong lòng luôn có một loại cảm giác nguy cơ trùng trùng bắc tầng tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng đại tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ có mấy vị nhưng thiên cầm nội hải thì khác, nơi này chẳng những có những nhân vật nổi danh uy chấn nội hải, mà còn có thêm 12 đại cường giả chí tôn đứng trên đỉnh cao kia thậm chí, Dương Phạm từng đoán định, mật độ linh khí ở thiên cầm nội hải gấp đôi bắc tầng. Số lượng dân cư lại càng khủng bố. Dưới tình huống như thế, nơi này rất có thể sinh ra cường giả hóa thần kỳ, soạt. Vù. Thạch thiên hàng phá vỡ mặt nước, bay đi trong thiên cầm nội hải hai tháng sau, rốt cục ở trong hải vực mênh mông, hắn tìm được một ngọn núi thật lớn linh khí vần quanh bốn phía thạch thiên hàng hít sâu một hơi, không chút chần chừ, mang theo bản vẽ kỳ trận thượng cổ, bay về hướng Tam Linh Sơn ở Bắc Tần tuy rằng cũng không thiếu đại sư trận pháp, nhưng những người này, Dương Phàm đều không đặt nặng lòng tin tận đáy lòng hắn đặt niềm tin vào nữ nhân trinh liệt cuộc cường kia hơn thời điểm thạch. Thiên hàng cô độc một mình ở nội hải. Bản thân Dương Phàm cũng không có nhàn rỗi một ngày này, ẩn tam rốt cục chạy tới báo tin, báo quân vương. Chúng ta tìm được manh mối băng ma thạch rồi, thật sao? Dương Phàm lộ sắc mặt vui mừng, nói mau. Tuy rằng không có tìm được Băng Ma Thạch, nhưng đã có manh mối, nghĩ đến dựa vào pháp lực thần thông và thế lực mạnh của Dương Phạm hiện giờ, nhất định có thể tìm được thứ này. Trải qua Ám Huyết Vương Triều điều tra và truy tung, khối Băng Ma Thạch đó trải qua tay nhiều người, cuối cùng bị một tên tu sĩ Kim Hồng Môn thu được ẩn tam đáp, Kim Hồng Môn. Dương Phạm nghe tới cái tên này, đuôi lông mày đột nhiên khẽ vẫy lên. Trong lòng đột nhiên vừa động, Kim Hồng Môn. Kim Hồng Môn Dương Phạm đọc khẽ ba chữ này, thoáng chốc nhớ lại một câu của Hồng Cương đệ tử Kim Hồng Môn lúc ở trong cửu U Bí Cảnh, cái trấn sơn chi bảo này là kế thừa của Kim Hồng Môn ta từ mấy ngàn năm trước, tên là Phương Thiên Kim Minh Chuyên, có thần thông vô thượng, tổng cộng có 16 cái linh kiện. Tập trung hai cái, có thể hợp thành cực phẩm linh khí, tập trung bốn cái, có thể hợp thành pháp bảo. Nếu có thể tập trung tám khối thì chính là pháp bảo cực phẩm. Trong lịch sử Kim Hồng Môn, nhiều nhất là gom được tám kiện, đó là một vị tổ sư Nguyên Anh một ngàn năm trước. Nghe nói, khi gom được tám khối phương thiên kim minh chuyên, quy lực của nó so với cổ bảo bình thường còn thắng hơn vài phần. Chương 482, mối nguy cơ của kinh hồng môn Tóm lại, phương thiên kim minh chuyên gom được càng nhiều, sau khi dung hợp sinh ra thần thông lại càng lớn. Hồng Cương nói với vẻ mặt kích động, chỉ tiếc là những khối phương thiên kim minh chuyên này trả qua thời gian mấy ngàn năm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, tản lạc ở các nơi tu tiên giới. Trong môn phái vốn có 8 khối, nhưng mấy năm trước bị thất lạc hai khối. Chuyến đi cửu U lần này, ta cũng mang theo hai khối trong đầu Dương Phạm nhớ lại lời nói của Hồng Cương lúc đó tuy rằng từ 30 năm trước, Hồng Cương đã bất hạnh vùi thân ở cửu U bí cảnh. Nhưng tin tức có liên quan tới phương thiên kim minh chuyên, Dương Phạm vẫn không quên, phái thêm người, tiến hành theo dõi toàn bộ phương vị và trà trộn vào kim hồng môn, tranh thủ tìm cho được tung tích băng ma thạch Dương Phạm phân phó, dạ, quân vương. Ẩn tam không người nói, lại hỏi dò, quân vương còn phân phó gì nữa không? Dò tra tìm tin tức có liên quan tới phương thiên kim minh chuyên trấn sơn chi bảo của kim hồng môn, nếu có thể, cũng không tiếc giá phải trả lấy cho bằng được. Kim Hồng Môn cũng là đại phái nhất lưu kế thừa từ lâu, việc này có lẽ ta phải tự mình ra tay một lần dương phàm trầm ngâm một lúc rồi nói ẩn tam dạ một tiếng tức tốc trời đi ám huyết vương triều triển khai hành động phương thiên kim minh chuyên tổng cộng có 16 cái linh kiện ta mới thu được bốn ở kim hồng môn có lẽ còn bốn khối trong mắt dương phàm hiện lên một vẻ chờ mong vèo trên lòng bàn tay hắn lơ lửng bốn khối phương chuyên màu xanh rực rỡ tản phát ra khí tức cổ xưa dày đặc ông Đột nhiên bốn khối phương thiên kim minh chuyên kết hợp cùng một chỗ, hình thành một khối bản chuyên to lớn dày nặng, rải đầy hoa văn màu vàng, phóng ra khí tức mênh mông trên tay bấm pháp quyết hơi hơi thay đổi, phương thiên kim minh chuyên to lớn liền dung nhập vào hư không. Không còn thấy bóng dáng sau khi dung hợp bốn khối phương thiên kim minh chuyên liền trở thành pháp bảo trung phẩm nếu có thể dung hợp tám khối, ít nhất là cổ bảo nhất cấp, theo ý tứ của Hồng Cương, quy lực của nó lớn hơi cổ bảo bình thường, phương chuyên này uy lực thần thông bất phàm có thể công có thể thủ, lực phòng ngự lại vô cùng lớn. Nếu có thể gom đủ 8 khối, nhất định có thể gia tăng thật lớn năng lực sinh tồn của ta, cho dù đối mặt với đại tu sĩ Nguyên Anh, cũng đủ sức tự bảo vệ mình. Dương Phàm phất tay một cái, trong không khí dao động một trận, Phương Thiên Kim Minh chuyên lại xuất hiện trước mắt hắn nhắm mặt lại. Lẳng lặng tìm hiểu huyền diệu ẩn chứa trong Phương Thiên Kim Minh chuyên rất nhiều pháp bảo trong tu tiên giới, không chỉ là vũ khí có đấu pháp chiến đấu trong đó có một số pháp bảo thậm chí còn ẩn chứa tin tức đặc biệt của nó cổ bảo đặc biệt lưu truyền từ thời xa xưa, chúng nó có lịch sử sâu xa cùng bối cảnh độc đáo của riêng mình Dương Phạm thu được bốn khối phương thiên kim minh chuyên, vẫn đều dùng cho chiến đấu, cùng chưa có chuyên tâm nghiên cứu thời gian lãng lặng trôi qua. Một hồi lâu, sau, phương thiên kim minh chuyên trước mặt Dương Phạm bỗng nhiên phóng xuất ra một vần hào quang màu vàng rực rỡ. Vang lên tiếng ngân, vù vù, đồng thời truyền đến một cổ rung động kỳ diệu dương phạm biến sắc, vội vàng thu hồi phương thiên kim minh chuyên không nghĩ tới, giữa các kiện phương thiên kim minh chuyên này, còn có thể sinh ra cảm ứng với nhau thật nhỏ, dương phạm chấn động trải qua một phen nghiên cứu, hắn từ trong phương thiên kim minh chuyên tìm hiểu được một ít tin tức không trọn vẹn, lại vô tình cảm ứng được tồn tại của các kiện khác loại cảm ứng này là một loại kêu gọi lẫn nhau chưa trong. Nhiều pháp bảo có nhiều kiện phân tán, ở dưới tình huống cách nhau không xa lắm, Chúng có thể cảm ứng được tồn tại của nhau còn có bốn khối phương thiên kim minh chuyên. Ta cảm ứng được, hẳn là ở ngư dương quốc. Về phần tám khối khác, cảm ứng thập phần mơ hồ, có thể không có ở bắc tầng, trong mắt dương phạm lóe sáng, thu hồi phương thiên kim minh chuyên. Sau đó dương phạm lại lấy ra một quyển khô lâu huyết thư phát ra khí tức âm u cổ xưa đây chính là huyết cấm luyện mục thư, theo như lời Trúc Phong nói là linh bảo trong truyền thuyết của huyết ma đạo, theo lời nói của Trúc Phong ta không phải tu sĩ huyết ma đạo, ít nhất cần có tu viên nguyên anh hậu kỳ, mới có thể sử dụng. Dương Phạm bắt đầu rơi vào trầm tư thậm chí hắn đang cân nhắc, mình có nên tu luyện một môn công pháp huyết ma đạo nữa hay không? Nhưng ý tưởng này rất nhanh bị hắn phủ quyết sau khi trải qua nhiều năm tu luyện như vậy. Hắn cảm nhận sâu sắc rằng tiên hồng quyết mới chân chính là cơ sở và căn nguyên của hắn con đường diễn biến tiên hồng đã sớm là con đường duy nhất hắn tuyển chọn hết thảy những đường lối khác chẳng qua chỉ để tăng thêm năng lực sống còn ở tu tiên giới mà thôi, ta không tin không thể luyện hóa được thứ này. Sắc mặt dương phàm chợt ngưng trọng, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một đám lửa sáng mờ màu xanh nhạt tác dụng của khai quan tịnh thế diễm, dương phàm biết rất rõ ràng, trên phương diện luyện hóa pháp bảo, luyện đan đều có công hiệu thần kỳ đặc biệt dùng cho luyện đan. Có thể gia tăng thật lớn hiệu quả của đan dược và xác suất thành công luyện đan dương phạm khoanh chân ngồi trong tiên hồng không gian, tế ra khai quan tịnh thế diễm, bắt đầu thử nghiệm luyện hóa vật ấy cũng giống như trước kia, huyết cấm luyện ngục thư này không có phản ứng gì nhiều dương phạm cắn răng một cái, khai quan tịnh thế diễm trong tay sáng rực lên, hóa thành vô số ngọn lửa hình nồng nọc màu trắng đây là hình thái chiến đấu của khai quan tịnh thế diễm, có thể đốt cháy hết thảy. Tịnh hóa hết thảy vạn vật trên thế gian, vù. Vù. Bỗng nhiên, huyết cấm luyện ngục thư tỏa ra vần sáng màu đỏ như máu đáng sợ lập tức đẩy dương phạm văn ra phát ra từng hồi tiếng kêu khủng khiếp vật ấy quả nhiên có linh tính trong mắt dương phạm lộ ra dị sắc thu hồi khai quan tịnh thế diễm trực giác nói cho hắn biết nếu thực sự dùng khai quan tịnh thế diễm mạnh mẽ cưỡng ép sẽ gây tổn hại thật lớn cho linh tính và uy lực của huyết cấm luyện ngục thư thậm chí có thể làm cho nó thoái hóa thành pháp bảo bình thường thôi được tuy rằng phải đạt tới cảnh giới hậu kỳ mới có thể sử dụng huyết cấm luyện ngục thư nhưng chờ sau khi ta tấn chức diễn căn trung kỳ vị tất không thể thử lại lần nữa, nghĩ đến đây. Dương Phạm thu hồi huyết cấm luyện mục thư, bắt đầu tỉnh tu trong cơ thể sinh mệnh lục chủng sinh cơ dồi dào, từ tâm mạch biến ảo thành hồn căng, ở trong cơ thể hắn từng chút từng chút một kéo dài, nhiều muốn hoàn toàn chuyển hóa tất cả kinh mạch trong cơ thể biến thành hồn căng chính thức nếu có thể làm được một bước đó, Dương Phạm lập tức thành công bước vào diễn căng trung kỳ, nắm trong tay đại địa, tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới thực lực tăng lên không thể tưởng tượng giờ phút này, kinh mạch. Toàn thân Dương Phạm đều lộ ra từng tia sáng màu vàng nhạt. Trong khoảnh khắc đó, nó tự cảm ngộ hấp thu lực tinh túy của đại địa, nếu có thể bước vào diễn căn trung kỳ. Cho dù ta không đứng trên mặt đất, cũng có thể dễ dàng nắm giữ được đại địa, trong mắt Dương Phạm lộ ra tia sáng lĩnh ngộ, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nắm bắt thời gian khổ tu loại trạng thái tu luyện dung nhập đại địa này, thời gian thường trôi qua rất nhanh, Dương Phạm hận không thể một hơi bế quan vài chục vài trăm năm để đột phá đến diễn căn trung kỳ hoặc hậu kỳ thế nhưng hiện nay tình hình ngư dương quốc hỗn loạn rối tung rối mù, không cho phép hắn tiếp tục an nhàn tu luyện lâu dài. Bốn năm ngày sau, báo cáo quân vương đã điều tra rõ ràng, bốn khối phương thiên kim minh chuyên hiện đang ở trong tay trưởng môn kim hồng môn. Về phần băng ma thạch, cũng tra được một ít manh mối, rơi vào trong tay một tên đệ tử nội môn nào đó của kim hồng môn ẩn tam tới báo tin, tốt. Các ngươi chú ý cho kỹ, việc này không thể xảy ra sai lầm. Bản quân vương đích thân ra tay, chúng ta họp thương nghị một ít chi tiết dương phạm hạ thấp giọng dặn dò ẩn tam một số công việc trên một vùng đồi núi xanh tươi ở phía đông ngư dương quốc một đại phái tu tiên nhất lưu có được nội tình mấy ngàn năm, đang tiến hành một hồi lựa chọn cực kỳ gian nan kim hồng môn trong đại điện, trên ngai vàng hùng sư, một giọng nói hùng hồn vang đội khắp đại điện, hôm nay. Bản môn chủ triệu tập toàn bộ các vị là muốn thương nghị cùng mọi người cùng nhau đưa ra một quyết định liên quan tới sự sống còn hưng suy của môn phái ta phía dưới, xếp hai hàng ghế, có bốn năm trưởng lão kim đang bật cao cùng hơn 10 vị cường giả trúc cơ hậu kỳ trở lên ngồi đó giờ phút này, theo lời nói của trưởng môn kim hồng môn. Trong đại điện ngưng tụ một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa ngưng trọng tất cả mọi người đều thu hồi vẻ bình thản sắc mặt ngưng trọng hẳn lên lão già áo bao. Màu vàng, một đôi mặt hổ trên khuôn mặt chữ điền, lộ rõ vẻ oai nghiêm, đồng thời cũng lộ ra vẻ lo lắng thật sâu, môn chủ. Trong ngư dương quốc này sắp phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ ngay cả kim hồng môn chúng ta cũng không thể toàn thân thối lui? Một lão già có chồng râu hoa râm, run rẩy đứng lên, khó hiểu hỏi ánh mắt của mọi người đều tập trung trên mặt lão già áo bào màu vàng bọn họ không hiểu rõ, vì sao vị môn chủ luôn luôn trầm ổn vinh nhục không sợ hãi, lúc này trên mặt lại lộ vẻ sầu lo như thế. Hiện giờ ngư dương quốc, rất hỗn loạn. Chưởng môn Kim Hồng môn hít một hơi dài, trước đây một đoạn thời gian, chuyện quỷ huyễn môn bị diệt môn, các ngươi hẳn biết rõ lời vừa nói ra, các tu sĩ phía dưới câm như hến quỷ huyễn môn vốn là đại phái nhất lưu ngang vai vế với Kim Hồng môn. Vài năm gần đây thậm chí kinh ra bậc cao nguyên anh thế mà trước đây không lâu, trong một đêm quỷ huyễn môn bị người ta diệt môn, môn chủ. Chuyện này có can hệ gì với Kim Hồng môn chúng ta? Quỷ huyễn môn sở dị bị diệt môn, là bởi vì nó không biết tốt xấu, trêu chọc tiên hồng y quán. Kim Hồng Môn chúng ta mấy năm nay cũng không có chủ động trêu chọc thế lực lớn nào một gã Kim đang bật cao nghi hoặc nói, không. Lão môn chủ lắc đầu, bỗng nhiên giơ tay lên, trước người xuất hiện một khối phương chuyên tỏa ánh sáng vàng khắc bốn phía, trấn phái chi bảo. Phương Thiên Kim Minh chuyên. Các tu sĩ đều chấn động, các vị hẳn là biết. Mấy chục năm gần đây môn phái ta đã mất đi bốn khối phương thiên kim minh chuyên, trong đó hai khối là mất đi ngoài ý muốn, còn lại hai khối là do đệ tử đời thứ ba mang theo vào cửu u bí cảnh, sau đó cùng nhau tán thân, bị mất trong bí cảnh lão già áo vàng nói, chuyện này chúng ta dĩ nhiên biết một nữ tu kim đang lên tiếng, mặc dù hồng cương tán thân trong bí cảnh, nhưng pháp bảo trong tay, lại bị người ta thu lấy. Trước đây 30 năm, ta còn cảm ứng được bốn khối phương thiên kim minh chuyên kia. Tuy nhiên 30 năm gần đây, lại mất đi cảm ứng đột nhiên trong mắt lão môn chủ lộ ra vẻ hoảng sợ, bản môn chủ nghĩ rằng việc này đã không giải quyết được nữa rồi. Nhưng không ngờ trong thời gian gần đây, sau khi quỷ huyễn môn bị diệt môn, ta lại cảm ứng được tồn tại của bốn khối phương thiên kim minh chuyên kia. Đặc biệt mấy ngày trước đây, cảm ứng thập phần mãnh liệt, hoàn toàn có thể xác định nó đang ở ngay tại Ngư Dương quốc này, 30 năm trước mất trong cửu u bí cảnh, 30 năm sau lại xuất hiện ở Ngư Dương quốc lại là sau khi quỷ huyển môn bị diệt môn thanh âm của môn chủ kim hồng môn gần như có hơi run run ánh mắt nhìn lướt qua mọi người hít sâu một hơi nói tiếp người phù hợp điều kiện chỉ có một thoáng chốc toàn bộ đại điện liền rơi vào cảnh tĩnh lặng thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch mọi người giới cao tầng kim hồng môn đều hai mặt nhìn nhau trong mắt lộ vẻ kinh hãi trong đầu các tu sĩ đồng thời hiện ra một nhân vật truyền kỳ mới cuộc khởi như ánh sao băng kia. Môn chủ. Ý ngay là nói, người thu được bốn khối phương thiên kim minh chuyên, là vị kia vừa trở về ngư dương quốc. Lão già râu bạc cất giọng run run hỏi, tám chín phần mười là hắn nam nhân mặc áo bào vàng thở dài thật nặng nề, bản môn chủ lần này triệu tập các vị đến, chính là để quyết định việc này lời vừa nói ra, mọi người phía dưới đều im bặt như ve sầu mùa đông, phần đông đều cúi đầu, không nói một lời môn chủ kim hồng môn bình thản lướt nhìn mọi người một vòng, hiện nay chúng ta chỉ có hai con đường, một là gia nhập trận doanh ma Dương Tông để nhận được che chở của họ. Đường thứ hai là chủ động tới gặp Dương Phạm, dân ra trấn sơn chi bảo Phương Thiên Kim Minh Chuyên, môn chủ. Phương Thiên Kim Minh Chuyên chính là bảo vật kế thừa của môn phái ta đã lâu, lại là vật tượng trung của môn phái chúng ta, vật ấy tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài lão già trâu bạc trung rẩy đứng lên, trong mắt đầy vẻ khẩn thiết, cầu xin, nói như vậy, suy nghĩ của ngươi là gia nhập ma Dương Tông. Môn chủ Kim Hồng Môn tự dễu cười, nếu gia nhập ma dương tông, một khi phe thắng lợi là tam u lão ma, thì cũng thôi. Nhưng khi tam u lão ma thu thập xong dương phạm, thu được bốn khối phương thiên kim minh chuyên trong đó. Thì dù có là vô địch ngư dương quốc, chưa chắc hắn sẽ không tham lam dầm ngó bốn khối còn lại của phái ta. Phải biết tám khối phương thiên kim minh chuyên hợp lại thành pháp bảo, còn cường đại hơn cổ bảo bình thường lão già râu bạc có vẻ nghẹn lời không biết nói sao, nếu Dương Phạm bất ngờ thắng lợi, chúng ta đầu nhập vào ma Dương Tông, hắn thu thập tam u lão ma sông, chắc chắn cũng sẽ diệt trừ chúng ta kim hồng môn môn chủ thở dài một hơi, hiện giờ chúng ta như đi trên băng mỏng, đi sai một bước sẽ rơi xuống vực sâu vạn trường, vạn kiếp bất phục phía dưới, đầu tiên là một mảnh tĩnh lặng. Sau một lúc lâu mới có một người lên tiếng, môn chủ. Không biết ngài có ý kiến gì không? Một nữ tu kim đang phía dưới hỏi trong mắt kim hồng môn môn chủ chợt lóe sáng, đương nhiên ai mạng thì gia nhập người đó, giờ phút này là mối ngu cơ lớn nhất mà kim hồng môn ta gặp phải gần trăm năm nay, thậm chí rất có thể gặp phải nguy cơ diệt môn. Cho nên, bản môn chủ hoàn toàn không có lo lắng có giữ được phương thiên kim minh chuyên hay không, mà làm sao để môn phái ta vượt qua nguy cơ lần này mới là điều trọng yếu nhất mọi người nghe nói đều gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý lão già trâu bạc lúc nãy muốn nói gì lại thôi. Lão thở dài một hơi, ánh mắt ảm đạm, không nói tiếp gì nữa so sánh với sống còn của toàn bộ môn phái kế thừa mấy ngàn năm cùng với mấy ngàn đệ tử, một kiện pháp bảo trấn sơn lại có vẻ nhỏ bé không đáng kể, như vậy xin hỏi môn chủ, Tam U lão ma cùng Dương Phàm, rốt cuộc ai mạnh hơn? Một gã tu sĩ trút cơ dò hỏi ai mạnh thì gia nhập người đó, đương nhiên trước phải phán đoán người nào mạnh hơn, các vị có ý kiến gì? Kim Hồng môn môn chủ cười nhìn về phía mọi người hỏi, đương nhiên là Tam U Lão Ma. Hắn đứng vững ở ngư dương quốc mấy trăm năm không ngã, hiện nay là vô địch. Dương phàm kia chắc chắn không phải đối thủ của hắn chúng tu sĩ phía dưới đều bàn luận sôi nổi phần lớn tu sĩ đều cho rằng đầu nhập vào Tam U Lão Ma là lựa chọn chính xác Tam U Lão Ma bất kể tu vi. Nội tình, uy danh, đều là xứng với danh xưng đệ nhất của ngư dương quốc điểm ấy không thể nghi ngờ, ta lại không nghĩ như vậy kim hồng môn môn chủ mỉm cười chẳng lẽ môn chủ cho rằng tân tú ma đạo này còn đáng sợ hơn tam u lão ma sao mọi người đều giật mình cả kinh có lẽ trước mắt dương phàm cùng tam u lão ma hơi có chênh lệch chút đỉnh nhưng tuyệt đối không phải lớn lắm nếu không thời gian trước đây khi dương phàm dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt quỷ huyễn môn vì sao không thấy tam u lão ma đưa ra phản ứng gì thậm chí có lời đồn đãi thạch thiên hạng là một phân thân của dương phàm nghe nói đã đấu một trận với tam u lão ma, nếu hai người thực lực không hơn kém nhau nhiều lắm, như vậy bản môn chủ xem trọng dương phạm, là bởi vì người này có tiềm lực thật lớn kim hồng môn môn chủ hít sâu một hơi, lịch sử lời đồn có liên quan tới dương phạm, bản môn chủ sưu tập tương đối đầy đủ, năm ấy lúc 18 tuổi, vào một đêm hắn tán công, từ đó về sau trong vào 3 năm, từ một phế nhân tu luyện đến kim đan bậc cao, bước vào kim đan, chỉ trong 3 năm, trong mắt vị môn chủ lóe sáng mọi người cũng hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó, mất tích 30 năm, khi trở về ngư dương quốc hắn tấn chức nguyên anh bậc cao. Thử hỏi cái phần tư chất tiềm lực này, ai có thể sánh bằng? Ánh mắt của Kim Hồng môn môn chủ lạnh lùng lướt qua mọi người các tu sĩ phía dưới đều chột dạ, cũng không có lý lẽ gì để phản bác 3 năm tấn chức Kim Đan, 30 năm tấn chức Nguyên Anh, nếu tiếp qua 300 năm nữa thì sao? Ai cũng khó có thể đoán trước được, hơn nữa, thời điểm ở cửu u bí cảnh lấy tu vi trúc cơ giết chết kim đang bậc cao trác kinh trổ hết tài năng nổi bật trong rất đông tinh anh điều này nói rõ hắn có được năng lực lấy yếu thắng mạnh lấy bất ngờ để giành chiến thắng xem qua sự tích của dương phàm thật giống như một đoạn truyền kỳ thậm chí làm cho người ta suy nghĩ sâu xa dường như hắn không thuộc thời đại của chúng ta này bởi vì kỳ tích cuộc khởi giống như vậy chỉ có ở thời kỳ thượng cổ mới xuất hiện còn hiện nay linh khí thì từ từ loãng đi thiên tài địa bảo thì thiếu hụt kim hồng môn môn chủ cảm khái vạn phần toàn bộ chúng tu sĩ trong đại điện đều lộ vẻ mặt khiếp sợ đều rơi vào suy tư trầm lắng cho dù bọn họ có vạn lần tưởng tượng cũng khó có thể đoán được dương phàm có tiên hồng không gian trên cơ bản khắc phục được hạn chế tiến độ của người tu luyện vì linh khí loãng thiên tài địa bảo thiếu hụt tu luyện tiên hồng quyết cần thiết nhất chính là ngộ tính cùng với sức sáng tạo để thôi diễn chịu rất ít ảnh hưởng của linh khí đồng thời tiên hồng không gian còn có thể giao trồng một lượng lớn thiên tài địa bảo, thậm chí còn gồm cả khoáng thạch sau lưng mỗi một cái kỳ tích, đều có một bí mật không muốn cho người ta biết, bẩm môn chủ. Bên ngoài có tu sĩ cầu kiến, tự xưng là đến từ tiên hồng y quán đúng lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng báo cấp bách, đến từ tiên hồng y quán. Mọi người đều chấn động đối với chủ nhân sau lưng tiên hồng y quán này. Tu tiên giới ngư dương quốc không người nào không biết, không người nào không hiểu, chẳng lẽ Dương Phạm Đích Thân tìm tới cửa? Lão già đầu bạc kinh hải thốt lên kim hồng môn môn chủ vội vàng triển khai thần thức, rất nhanh phát hiện ngoài cửa đang đứng một gã thiếu niên cục tay sắc mặt lạnh lùng kiên nghị thiếu niên cục tay đó tuổi không lớn, một thân tu vi lại đạt tới kim đan kỳ, người này chỉ sợ là đệ tử của Dương Phạm. Mời hắn vào. Vị môn chủ trầm ngâm một chút rồi nói chỉ chốc lát, thiếu niên cục tay đi vào đại điện, nơi đang tập trung các cao tầng kim hồng môn dưới ánh mắt soi mói của nhiều cường giả như vậy. Thiếu niên cục tay vẫn trấn định như thường, tại hạ thương vân, đại biểu sư tôn đến tiếp kiến quý phái, thương đạo hữu. Mời ngồi. Vị môn chủ cười nói trong đại điện, đã sớm chuẩn bị sẵn ghế ngồi mọi người trong kim hồng môn đều vô cùng khách sáo, dè dặt từng lời sợ đắc tội với thiếu niên trước mắt tu vi kim đang sơ kỳ đối với một đại phái nhất lưu như kim hồng môn mà nói, cũng không tính là gì nhưng bối cảnh phía sau thiếu niên đủ để cho toàn bộ kim hồng môn rơi vào kinh sợ ta cũng không quanh co lòng vòng lần này ta đến quý tông có hai sự kiện mời nói chuyện thứ nhất là ta thay sư tôn giao dịch với quý tông bốn khối phương thiên kim minh chuyên thương vân thản nhiên nói lời vừa nói ra mọi người trong đại điện đều hai mặt nhìn nhau trong lòng uất nghẹn khó chịu trực tiếp tìm tới cửa nói dễ nghe thì là giao dịch không dễ nghe là cướp đoạt có thể cấp một cái kỳ hạn cho chúng ta suy nghĩ hay không? Kim Hồng môn môn chủ mỉm cười nói thương vân lắc đầu, cơ hội giao dịch chỉ có một lần, nếu quý tông không đáp ứng, ta lập tức trời đi hắn nói thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến mọi người ở đây không rét mà rung ngoài ra ý nói thật rõ ràng, chỉ cho các ngươi một lần cơ hội. Không có thời gian suy nghĩ nếu không đáp ứng thì hậu quả tự mình tưởng tượng đi sắc mặt của Kim Hồng môn môn chủ có chút cứng ngắc, hô hấp có hơi dồn dập, trên người phóng xuất ra một khí tức cường đại như muốn áp đảo toàn bộ đại điện có thể tưởng tượng vị đứng đầu một phái này dĩ nhiên đã nổi giận thân là đại tu sĩ kim đan trước mặt hắn thương vân mới vào kim đan sơ kỳ chỉ sợ không có bao nhiêu sức phà kháng chẳng lẽ dương dược sư phái ngươi tới không hề lo lắng cho an nguy của ngươi kim hồng môn môn chủ cố kiềm chế cơn tức giận trong lòng ta nếu dám đến tự nhiên không sợ sống chết hơn nữa trước khi đi sư tôn có nói với ta Chuyến đi này không có gì nguy hiểm. Chờ khi xong xuôi việc này, ta còn phải đi Kinh đô xây dựng lại Tiên Hồng Y quán. Thương Vân cười dài nói, muốn chết. Một kim đan nho nhỏ như ngươi, dám ở trước đại điện phái ta ngạo mạn cùng vọng, tự cao tự đại coi trời bằng vung. Đột nhiên một gã thanh niên kim đan phẫn nộ hừ một tiếng rồi nói, trên người tuôn ra uy áp cường đại đây đúng là một gã kim đan trung kỳ đỉnh, một thân khí thế cường đại đủ để chấn nhiếp kim đan bình thường. Thương Vân bình thản cười nếu quý phái không có thành ý ta đây có lưu lại cũng không còn ý nghĩa dứt lời hắn đứng dậy đi ra ngoài người trong đại điện cũng không có ngăn trở tất cả ánh mắt đều nhìn về phía kim hồng môn môn chủ môn chủ dương phàm này thật sự khinh người quá đáng không bằng để chúng ta giết chết đệ tử hắn rồi đầu nhập ma dương tông gã thanh niên kim đang dùng thần thức truyền âm nói trong mắt lộ sát ý trên mặt vị môn chủ cũng biến đổi không ngừng một bàn tay chậm rãi nâng lên trong mắt cũng hiện ra vô cùng áp lực thương vân chậm rãi bước chân ra ngoài đại điện giờ khắc này toàn bộ cao tầng trong đại điện đều ngưng tụ khí tức áp lực đến mực tận cùng giống như núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào dưới áp lực chưa từng có này trong lòng thương vân cũng thầm kêu khổ toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh nhưng hắn vốn là người có ý chí kiên định lại cố gượng trấn tĩnh tinh thần cảnh giới liền đột phá tầng gông cùng xiềng xích này khi hắn đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại nếu trong vòng nửa nén hương, ta không thể rời khỏi sơn môn quý phái, toàn bộ Kim Hồng Môn sẽ dẫm vào vết xe đổ của Quỷ Huyễn Môn, thân thể vị môn chủ Kim Hồng Môn rung lên, trong mắt các cường giả cao tầng cũng đều lộ rõ vẻ kinh hãi trước khi Thương Vân tới Kim Hồng Môn lần này, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến một khi. Giao dịch không thành công. Toàn bộ Kim Hồng Môn sẽ gặp phải tai nạn nập đầy ngay cả Quỷ Huyễn Môn có cường giả nguyên anh cũng không thể thoát khỏi, huống chi là Kim Hồng Môn thực lực kém hẳn mấy bực mắt thấy thương vân sắp ra khỏi đại điện vị kim hồng môn môn chủ rốt cục lên tiếng thương đạo hữu xin dừng bước môn chủ thay đổi chủ ý rồi sao thương vân quay đầu lại hơi có ý cười hỏi ta còn có lựa chọn sao vị kim hồng môn môn chủ cười khổ nói thương vân gật gật đầu về lại chỗ ngồi trong lòng có một loại vui sướng tràn trề trước nay chưa từng có chưa có khi nào hắn ở trước mặt một đại phái tu tiên nhất lưu trước mặt toàn bộ cường giả môn phái mà không người nào dám động tới một cọng lông sợi tóc của hắn thậm chí còn kính sợ hắn thế này giờ phút này chỉ một ý niệm của hắn có thể quyết định tồn vong của kim hồng môn đây là một loại cảm giác đứng trên nhìn xuống chúng sinh thế nhưng thương vân cũng hiểu sâu sắc rằng có độ cao và uy lực này không phải là hắn mà là sư tôn mấy ngàn tu sĩ kim hồng môn từ trên xuống dưới cũng không phải sợ hắn mà là sợ bóng dáng vĩ đại sau lưng hắn Chương 483, tám khối Kim Minh Chuyên, thương đạo hữu. Đây là Phương Thiên Kim Minh Chuyên của phái ta, có biết các hạ muốn dùng gì để trao đổi? Trên tay môn chủ Kim Hồng Môn lộ ra vẻ run rẩy, hiện lên bốn khối Phương Thiên Kim Minh Chuyên lâu đời với hơi thở rất dày nhìn thấy vật ấy, ánh mắt Thương Vân hơi hơi sáng ngời, không hổ là trấn sơn chi bảo của Kim Hồng Môn. Khí tức trong đó hoàn toàn không giống pháp bảo bình thường, sư tôn ta nói có thể dùng hai kiện pháp bảo và một số thiên tài địa bảo rất quý hiếm, cùng với 10 khối linh thạch thượng phẩm, đổi lấy bốn khối phương thiên kim minh chuyên của Quý Môn Thương Vân dứt lời. Vung tay lên, trước mặt trôi lơ lửng hai kiện pháp bảo đỉnh cấp, bao gồm bốn năm loại thiên tài địa bảo và 10 khối linh thạch thượng phẩm linh khí tản ra chung quanh mấy thiên tài địa bảo này, có một số ở khu vực bắc tầng, thậm chí căn bản là tuyệt tích, Thiên Thủy Mặc Liên. Ngũ Linh Tiên Thảo, Âm Dương Thảo Kim hồng môn môn chủ lịch duyệt phong phú, một hơi liền nhận ra ba loại, nhưng có hai loại thiên tài địa bảo, lão căn bản không biết được đám tu sĩ nơi này đều bị chấn động, lấy ánh mắt tham lam nhìn về phía những pháp bảo và thiên tài địa bảo này trên thực tế, không cần mấy thiên tài địa bảo này. Vẹn vẹn chỉ hai kiện pháp bảo đỉnh cấp kia, đổi lấy bốn khối phương thiên kim minh chuyên liền dư giả rồi thậm chí nếu luận giá trị uy lực pháp bảo, một kiện pháp bảo đỉnh cấp, liền hơn xa bốn khối phương thiên kim minh chuyên sự cường đại của phương thiên kim minh chuyên là uy lực do sau khi tập hợp lại sinh ra hơn nữa tài liệu phẩm chất bản thân ít nhất là cấp cổ bảo kim hồng môn môn chủ huyết sâu một hơi nhìn thương vân thật sâu thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy lấy giá trị những bảo vật này của các hạ xa xa không thể dùng bốn khối phương thiên kim minh chuyên để so sánh thương vân cười nói sư tôn nói qua đây là một phương thức giao dịch sau khi giao dịch hoàn thành chúng ta chỉ có quan hệ kinh doanh không có bất kỳ liên hệ gì nghe lời nói lấy kim hồng môn môn chủ chấn động thân mình chỉ là quan hệ kinh doanh đơn thuần khi giao dịch qua đi dương phạm sẽ không lo cho an nguy của kim hồng môn nếu lập trường không hợp đồng dạng cũng phát động công kích vô tình nói như vậy còn có phương thức giao dịch thứ hai đúng vậy loại phương thức giao dịch thứ hai vẫn là dùng những tài liệu giao dịch nhưng kim hồng môn từ đó về sau sẽ trở thành thế lực bên trận doanh của ta hơn nữa nghe theo sự điều khiển của dương giao bảo thương vân cười nói chỉ một thoáng trong đại điện một mảnh yên tĩnh trải qua một hồi suy nghĩ cặn kẽ kim hồng môn môn chủ rốt cục có quyết định gật đầu nói tốt bản tông đáp ứng môn chủ đại nhân ngài lựa chọn sáng suốt một số năm sau này khi ngài nhớ lại thời khắc này khẳng định sẽ may mắn vì anh minh của năm xưa thương vân nói với vẻ đắc ý các người thật sự tin như thế kim hồng môn môn chủ cảm thấy khó tin mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của sư tôn tam u lão ma chết chẳng qua là vấn đề sớm muộn sự tự tin trong lời nói của thương vân không khỏi truyền sang đám người cao tầng trong đai di điện rất nhanh thương vân và kim hồng môn môn chủ tiến hành xong giao dịch thương vân thu hồi bốn khối phương thiên kim minh chuyên trong lòng khẽ thở ra một hơi chợt nói tiếp theo là một giao dịch khác thương đạo hữu ngài còn cần giao dịch gì nữa Kim hồng môn môn chủ thất khó hiểu ngoại trừ phương thiên kim minh chuyên, trong kim hồng môn này, dường như không có gì đáng giá dương phạm muốn, ta cần một loại tài liệu quý hiếm, tên là băng ma thạch, theo điều tra, nằm trong tay một gã đệ tử nội môn của quý môn thương vân nói một cách thản nhiên thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, tất cả đệ tử nội môn của kim hồng môn đều tập hợp ngoài đại điện, không tốt. Ta còn quên một chuyện trên trán thương vân toát ra mồ hôi lạnh, chuyện gì? Thấy biểu hiện của thương vân, đám người kim hồng môn môn chủ cũng cả kinh, ha ha ha. Lão tử sớm không kìm nổi, thời gian nửa nén hương đã đến, hôm nay chính là tận thế của kim hồng môn một âm thanh bén nhọn chói tai, quanh quẩn trên không trung toàn bộ kim hồng môn cùng lúc đó, một đám lôi vân màu tím, từ trời cao buông xuống, thành thế uy áp cường đại, khiến cho đám tu sĩ kim hồng môn hít thở không thông, không tốt. Là nguyên anh kỳ lão quái, chẳng lẽ là ma dương tông phái tới? khuôn mặt của đám người cao tầng kim hồng môn lộ ra vẻ kinh hải, dừng tay. Xin hồ tiền bối nhanh dừng tay thương vân vội vàng, vội bóp náp một tấm ngọc phù màu trắng trong tay rắc. Một luồng ánh sang màu trắng phóng lên cao, thật sự là mất hứng một âm thanh có chút bất mãn truyền ra chợt một thiếu niên xấu xí cầm lan nha bổng trong tay, từ trên bầu trời nhảy xuống ầm khi bóng người hạ xuống, mặt đất trung chuyển mãnh liệt, mọi người chỉ cảm thấy đất trung núi chuyển, ngại quá. Đây là bằng hữu của sư tôn ta, hồ phi hồ tiền bối khuôn mặt tuấn tú của thương vân ửng đỏ vội vàng giải thích với mọi người đám cao tầng của kim hồng môn thở dài nhẹ nhõm khi nhìn vào trong mắt hồ phi cũng tràn ngập kinh hoàng và kiên kỵ hồ tiền bối nghe đại danh đã lâu kim hồng môn môn chủ vẻ mặt khách khí phân phó người phía dưới còn không mau lấy ghế cho hồ tiền bối hồ phi biểu môi hai tay khoanh trước ngực tựa vào vách tường một dáng vẻ buồn bã yếu xìu hắn căn bản không quan tâm tới mấy người này đám người kim hồng môn lập tức có chút xấu hổ thương vân cũng không tệ đến giảo vây, tính tình vị hồ tiền bối như vậy, không thích lễ nghi. Chúng ta trước tìm băng ma thạch, không cần quan tâm tới người, nguyên lai là như thế, không hổ là thế ngoại cao nhân đám người kim hồng môn liên tục gật đầu, trong lòng cảm thấy cổ quái, trên mặt lại một mảnh kính ngưỡng ước chừng thời gian tìm nửa ngày tra ra toàn bộ đệ tử nội môn của Kim Hồng Môn lại không người nào có băng ma thạch thậm chí, những đệ tử nội môn này, căn bản không biết loại tài liệu băng ma thạch này, điều này có lẽ phiền toán đây thương vân cao mày đây là một trong nhiệm vụ sư tôn giao cho, cần phải nghĩ cách tìm được những tài liệu này mỗi mỗi khác, con người của hắn sáng lên, thầm nghĩ sao mình ngu thế tài liệu hiếm thấy như băng ma thạch, cho dù những tu sĩ bậc thấp may mắn có được, vì tất biết được lai lịch và tên của. Nó, ta cho mọi người hình dung một chút, loại băng ma thạch này màu sắc như màu bạc thẩm, bề ngoài bóng loáng. Nếu bỏ vào trong nước, sẽ giống như khối băng trong suốt, sờ vào đó còn rất lạnh giá thương vân vội hình dung hình dáng của băng ma thạch cho đám tu sĩ tại đây, tiền bối. Ngài nói có phải vật này hay không? Rất nhanh, một gã thiếu niên 17-18 tuổi, kích động lấy ra một hòn đá màu bạc thẩm to bằng năm tay, cho ta xem thử thương vân vội chụp hòn đá kia vào tay, bỏ vào ao nước gần đó quả nhiên, hòn đá màu bạc thẩm kia trở nên trong suốt sáng bóng giống như khối băng phát tán ra một vùng lạnh lẽo chính là vật ấy không nghĩ tới phân lượng hòn đá trong tay ngươi không nhỏ thương vân hưng phấn dị thường nói nghe sư tôn nói vật ấy là phụ liệu luyện chế loại linh đang quý báu chỉ cần một khối to cỡ ngón tay cái cũng đủ cuối cùng thương vân lấy ra hai kiện linh khí cực phẩm bốn năm kiện linh khí thượng phẩm cộng thêm một khoản lớn linh thạch và đang dược để đổi lấy khối băng ma thạch này sau khi tu sĩ bậc thấp kia giao dịch xong mừng rỡ cực kỳ hưng phấn dị thường phải biết rằng hắn trước đây vẫn ông tâm lý tò mò dùng giá không đến nửa khối linh thạch mua được hòn đá lai lịch không rõ này sau khi giao dịch xong băng ma thạch thương vân mới thở dài một hơi sư tôn giao nhiệm vụ cho mình nhưng lại hoàn thành thuận lợi như thế hắn không lưu lại kim hồng môn bao lâu liền rời khỏi trước khi đi thương vân cho kim hồng môn môn chủ một tấm ngọc phù màu đen nếu như quý môn gặp nguy hiểm gì chỉ cần bắp nát tấm ngọc phù này là được kim hồng môn môn chủ tất nhiên nói lời cảm ơn trịnh trọng nhận lấy tấm ngọc phù màu đen này rời khỏi kim hồng môn thương vân và hồ phi đi tới chỗ mật địa nào đó phía trước đột nhiên hiện lên một lão giả tiều tụy mặc áo bào màu tro cầm quải trượng trong tay bái kiến quân vương thương vân thi lễ hồ phi biểu môi nói lão đâu nhi lão trái lại thoải mái nhỉ bổ thiên quân vương mỉm cười nói thứ đó có đắc thủ không băng ma thạch bốn khối phương thiên kim minh chuyên. Đều giao dịch xong rồi thương vân vội vàng giao hai vật này cho bổ thiên quân vương, hắn cười nói, ta và hồ phi tiền bối phải đi kinh đo, trọng chấn tiên hồng y quán, các ngươi phải cẩn thận, khu vực kinh đô, kỳ thực bị tam ma môn âm thầm khống chế thống trị bổ thiên quân vương báo cho, hư. Sợ cái gì? Nếu bọn họ dám đến, ta đập nát đầu bọn họ vẽ mặt hồ phi hung dữ nói thời gian trước, hắn thường xuyên giao phong với thạch thiên hàng ở quỷ thi sơn, vừa mới bắt đầu thì chịu thiệt không ít, nhưng theo chiến đấu thường xuyên, Hồ Phi cũng có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại với Thạch Thiên Hàng đặc biệt khi hắn sử dụng lôi linh châu. Thực lực tăng mạnh, Thạch Thiên Hàng nếu không dùng ma thần phụ thể, thậm chí còn có thể bị mạnh mẽ áp chế hắn có được thần thông lôi hỏa và truyền thừa lôi linh châu, hoàn toàn khắc chế công pháp ma đạo trong thiên hạ vèo vèo Hồ Phi và Thương Vân đi Kinh Đô, dựng lại tiên hồng y quán thân hình bổ thiên quân vương chợt lóe dung nhập vào hư không, biến mất không thấy mấy ngày sau vụ liễu trấn trong mật thất y quán dương quân vương không ngoài dự đoán kim hồng môn đã quy thuận phương thiên kim minh chuyên và băng ma thạch đều lấy được rồi bổ thiên quân vương nói với vẻ hơi vui mừng dứt lời hắn lấy ra băng ma thạch và phương thiên kim minh chuyên thật tốt quá so với trong tưởng tượng của ta còn thuận lợi hơn nhiều dương phạm lập tức đứng dậy trong mắt lóe lên hưng phấn vui mừng tiếp nhận hai vật này dương quân vương bốn khối phương thiên kim minh chuyên ngài cần thì ta hiểu lại không biết tốn tinh lực lớn như vậy để tìm băng ma thạch có ý gì bổ thiên quân vương khó hiểu nói dương phàm cười dài băng ma thạch thật sự là tài liệu rất quý hiếm giá trị công dụng của bản thân nó lại vô cùng hiếm có hơn nữa nó vẫn là tài liệu phụ trợ cần thiết cho linh đan trong truyền thuyết không thể thay thế dương quân vương linh đan ngươi muốn luyện chế là Bổ thiên quân vương vẫn rất nghi hoặc trên con đường luyện đan, bọn họ cũng không am hiểu, thậm chí tiếp xúc rất ít, hóa. Anh. Đan Dương phàm lấy giọng điều trịnh trọng lên tiếng, chậm rãi nói ra ba chữ hóa anh đan. Bổ thiên quân vương hít một ngụm lãnh khí, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Dương quân vương. Người tính luyện chế hóa anh đang vạn năm không gặp ở khu vực Bắc Tần. Ha ha tất cả tài liệu đều đã tập hợp đủ dương phàm vui mừng cười khẽ hóa anh đang ở khu vực bắc tần đích xác nghe rất trợn người vạn năm không gặp nhưng ở thiên cầm nội hải trên cơ bản ngàn năm có thể gặp một lần từ đó về sau dương phàm bắt đầu luyện hóa mấy khối phương thiên kim minh chuyên nửa tháng sau mật thất trong y quán bá 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 tám khối phương thiên kim minh chuyên xoay quanh trên hư không lóe lên từng chút vân màu vàng sáng chói mê người vù vù bỗng nhiên tám khối phương thiên kim minh chuyên dung nhập lại một chỗ cùng lúc hào quang màu xanh rung động, bên ngoài còn lưu chuyển một tầng vân vàng chói, khiến pháp bảo này càng tràn ngập sắc thái thần bí cổ xưa. Chương 484, Thường Cổ Kỳ Trận Chưa update Chương 485, Đánh Lén chưa update. Chương 486, toàn diện giao phong. Thường. Chưa update. Chương 487, thắng lợi toàn diện. Dương Gia Bảo. Trải qua trận đại chiến ban đêm, Dương Gia Bảo tử thương vô số, nhưng đa số đều là người Phạm May là ba đại cường giả nguyên anh chiến đấu ở trên trời cao Bằng không sợ rằng toàn dương gia bảo sẽ không chịu nổi chà đạp như vậy Ngay cả dương lỗi bế quan tìm tu Cũng bị bức tỉnh lại Đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương lỗi nhìn Thạch Thiên Hạng Thân là đệ đệ dương Phạm Hắn đương nhiên biết thân phận của Thạch Thiên Hạng Đệ yên tâm tu luyện đi Vừa rồi tam u lão ma đột kích Đã bỏ chạy rồi Thạch Thiên Hạng cười nhạt nói, nhìn Dương Gia Bảo sụp đổ mấy chỗ, giống như phế tích. Thạch Thiên Hạng cười nói với Độc Vương, xem ra Dương Gia Bảo phải trùng kiến rồi. Vì sao không xây nó thành một Tiên Thành cỡ lớn? Độc Vương đề nghị. Tiên Thành. Ánh mắt Thạch Thiên Hạng sáng lên, đây là một ý kiến hay. Nếu như xây dựng Tiên Thành, như vậy trước tiên phải phân tán người phàm trong Dương Gia Bảo trừ khi là hậu đại con cháu gia tộc hơn nữa phải xây dựng một tòa thành tường đồng vách sắt, cũng không phải mấy tháng một năm là làm được. Thạch Thiên Hàng lẩm bẩm. Đúng vậy, tiên thành trong truyền thuyết chỉ xuất hiện ở thời kỳ cổ, cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên tu tiên. Phạm Nhi, còn có thể suy xét một chút. Con sẽ cân nhắc, tiên thành phòng thủ kiên cố, lại cộng thêm thượng cổ kỳ trận, như là vĩnh hàng đảo cùng tứ đại pháo đài thành trì ở thiên cầm nội hải, dù là có hàng tỷ đại quân yêu tộc đích thân tới Cũng khó mà công phá Trong lòng thạch thiên hạng đã có một con đường tính toán Được rồi Tình huống tiên hồng y quán bên kia thế nào Độc vương có chút lo lắng hỏi Ha 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 Chiến đấu đã kết thúc Thạch thiên hàn cười thoải mái vô cùng Tình huống chiến đấu thế nào Lão sư Nếu như ngài có thể thấy tình cảnh hồ phi truy sát cực phách lão ma Khẳng định sẽ cười tới rụng rằng Thạch Thiên Hàng khó có thể che giấu ý cười bên khóe miệng. Nói như vậy, chúng ta đã lấy được toàn thắng. Độc Vương vui mừng nói. Đây là lần đầu tiên ta toàn diện giao phong với Tam U Lão Ma từ khi trở về Bắc Tần tới nay. Thạch Thiên Hàng mặc lộ ý cười, Tam U Lão Ma này đã mưu túc trí, trước tiên điệu hổ ly sơn. Sau đó lại chia ba đường xuất kích. Vốn tưởng rằng có thể đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, thậm chí giết được hai người nguyên anh bậc cao. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn có chút nhân tố, hắn không thể tính toán được. Khóe miệng thạch thiên Hàn khẽ nhất lộ ra một độ công kỳ dị. Tiên hồng không gian chiếu rọi vạn vật thế gian, phạm là nơi dương phạm ghi dấu, đều có thế cho phân thân, linh thuến đó ngay lập tức. Thạch thiên hàn đẩy lùi đại quân Tam Ma Môn đánh lén, lại cứu dương gia bảo nguy cơ. Một mặt khác, Hồ Phi có được lôi linh châu truyền thừa cũng không làm thất vọng, đẩy lùi cực phách lão ma thực lực cường hãn. Lần này toàn thắng, có thể nói cực kỳ xảo diệu. Ta còn có chút không rõ, vì sao tam u lão ma đột nhiên lui lại. Bằng thực lực đại tu sĩ hậu kỳ của lão, duy trì chiến đấu liên tục, vẫn có thể lấy được phần thắng rất lớn. Độc vương khó hiểu hỏi, điều này rất đơn giản. Thạch Thiên hàn giải thích, tam u lão ma muốn giết chúng ta trở tay không kịp, tốt nhất có thể giết một hai tu sĩ Nguyên Anh. Thế nhưng, hai chúng ta đều ở dương gia bảo, làm cho lão tính sai. Trong lòng không ổn. Sở dĩ lão ta bỏ chạy, chủ yếu có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là trong thời gian ngắn tam u lão ma không muốn hoàn toàn bại lộ tu vi hậu kỳ, bị đẩy lên đỉnh sóng Bắc Tân, lão hạ quyết tâm muốn chậm rãi thôn tính ngư dương quốc, che tài giấu nghệ, chờ thời cơ tốt nhất cuộc khởi. Nguyên nhân thứ hai, là tam u lão ma lo lắng bản tôn ta, hắn không biết quan hệ giữa ta cùng bản tôn, quá nữa cho rằng bản tôn ta là cường giả đang ấn nấp trong bóng tối. Phạm Nhi phân tích thật toàn diện. Độc vương gật đầu nói, tam u lão ma này không những thực lực cường đại. Mưu kế cũng rất khó chơi, đây chỉ mới là giao phong toàn diện lần đầu tiên. Đúng, va chạm đối kháng giữa chúng ta, đã chính thức bắt đầu nếu như không có thế lực bên ngoài quấy rầy, Ít nhất còn có thể duy trì liên tục năm mươi năm, tới trăm năm, sau lần này, tam u lão ma trước khi chưa nắm chắc, hẳn sẽ không dễ dàng tới phạm, ta cũng có thể chuyên tâm tu luyện. Thạch thiên hạng dứt lời, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Trở lại tiên hồng không gian, thạch thiên hạng lấy ra ma tinh tủy, bắt đầu tu luyện, tăng lên cảnh giới tam u ma diễm. Ơ một mặt khác, vụ liễu trấn, trong mật thất y quán. Dương Phạm luyện đang cũng tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Vì luyện chế hóa anh đan, hắn thậm chí không bận tâm nguy cơ bên ngoài. May mắn, nguy cơ lần này cuối cùng cũng vượt qua bình yên. Dương Phạm thở vào một hơi, hoàn toàn chìm đắm vào bước luyện đan cuối cùng. Nhãn cái, mấy ngày trôi qua. Bỗng nhiên, một ánh hào quang phóng lên trời cao từ mật thất, mùi hương lan tỏa. Một viên linh đan màu tím bằng hạt đào, Trôi nổi ở trong bàn tay dương phàm khác với những linh đan bình thường hóa anh đan này ấn chứa một cổ áp bách cường đại bởi vì chủ tài liệu luyện chế loại đan này chính là nguyên anh cường giả bậc cao tu sĩ bình thường căn bản khó có thế tới gần tu sĩ cấp thấp mà dùng đan này chỉ có một kết cục đó là bạo thế mà chết chỉ có tồn tại kim đan đại tu sĩ trở lên mới có thế dùng loại đan này hóa anh đan vốn là thánh luyện chế cho cường giả kim đang đỉnh trùng kích vào nguyên anh. Bàn tay dương phàm khẽ rung lên, trong mắt lộ ra hưng phấn cùng tự hào khó có thể che giấu. Linh đan vạn năm khó gặp trong truyền thuyết nơi bắc tần. Lại bị mình luyện chế thành công. Ừ, hóa anh đan này khẳng định vô dụng với ta. Mà nguyên anh luyện chế hóa anh đan này là của viên U Thanh quỷ huyển môn, hắn tu luyện là công pháp quỷ thi đạo, trong nguyên anh ấn chứa cảm ngộ áo nghĩa phương diện này mà bộ thiên quân vương vừa lúc cũng tu luyện công pháp quỷ thi đạo, vừa lúc thích hợp cho hắn dùng. Trong lòng dương phàm hạ quyết tâm, tìm tới bộ thiên quân vương, hóa anh đang gưa thật sự luyện thành. bồ thiên quân vương giọng run rẩy Trước đó nghe dương phàm nói muốn luyện chế hóa anh đang. Hắn cũng không đế trong lòng. Cũng không phải là hắn không có lòng tin với dương phàm mà là linh đan cấp bậc này không phải là luyện đan sư cấp tông sư thì không thể luyện chế được. Khi Dương Phạm đưa ra viên hóa anh đang luyện chế thành công, Bồ Thiên Quân Vương không khỏi kích động, trên thực tế hắn đã đoán được dụng ý Dương Phạm tới tìm hắn. Một quân vương, hóa anh đang này dùng tài liệu chính là nguyên anh tu sĩ luyện chế thành, mặc dù ta luyện chế có triệt đế, trong viên đan dược này cũng ấn chứa lính ngộ đối với thiên địa đại đạo của nguyên anh người trước. Ngài dùng xong viên đan này, tuy có cơ hội cực lớn thăng cấp nguyên anh, nhưng có thế sẽ hạn chế ngài phát triển về sau. Dương Phàm cảnh báo. Bồ Thiên Quân Vương trong mắt một mảnh cảm kích, nói, cuộc đời này lão hủ có thế thăng cấp nguyên anh, đã không còn tiếc núi nữa, nào còn dám hy vọng trình tự càng cao xa hơn. Huống hồ, ta có thể cảm nhận được từ trên đan dược này dao động linh lực đặc thù từ công pháp quỷ thi đạo, chỉ cần có thế triệt để luyện hóa, có thể còn làm ít công to. Dương Phàm gật đầu, thuộc tính ấn chứa trong hóa anh đang này vừa vặn phù hợp với quân vương. Tình huống như thế này cũng rất hiếm thấy, có thể đúng như ngài đã nói. Hắn giao viên hóa anh đang này cho bộ thiên quân vương. Bộ thiên quân vương không chối từ, mà cúi người thật sâu trước dương phạm, thành tựu quân vương hôm nay, đã hoàn toàn siêu việt ấn thiên quân vương ngày trước, phụ thân ngài trên trời có linh thiên, cũng sẽ cảm thấy an ủi tự hào, lão hủ cũng tin tưởng, dưới dương quân vương dẫn dắt, huyết viều sẽ đạt đến một đỉnh cao. Dương Phàm nhìn hắn rời đi, không khỏi hít sâu một hơi, lẩm bẩm, phụ thân, ngài trên trời có linh thiên. Thật sẽ cảm thấy tự hào vui mừng vì ta sao? Nhớ tới năm đó, phụ thân vì mình mà chết, trong lòng Dương Phàm xấu hổ ấy nấy vẫn khó có thể xóa được. Thiên nhất hồn thủy. Dù là tìm khắp giới này, ta cũng phải tìm được ngươi, trong mắt Dương Phạm một mảnh kiên nghị, hai tay nắm chặt, không khỏi rung lên. Muốn thi triển hồi hồn thuật sống lại dương thiên, thiên nhất hồn thủy là một trong những điều kiện cực kỳ trọng yếu. Sau đó, hắn bắt đầu bế quan tĩnh tu. Thời gian trôi qua từng chút. Thoáng cái, hai ba tháng trôi qua. Trong lúc này, bồ thiên quân vương không ngoài dự tính, bước vào nguyên anh bậc cao. Rốt cuộc, tam đại quân vương ám huyết vương triều, trước sau trở thành cường giả cấp nguyên anh. Thực lực bên phía dương phàm, cũng cấp tốc bành trướng. Về phần phía tam u lão ma Giao phong toàn diện lần trước Hàng băng thân thế bị hủy Cực phách lão ma trọng thương Trong thời gian ngắn không có khả năng tới phạm Hoặc là đang nghỉ ngơi dưỡng sức Lại qua nửa tháng Dương Phạm tỉnh lại từ trong bế quan tỉnh tu Bồ thiên quân vương tới gặp hắn Dương quân vương Tài liệu thượng cổ kỳ trận đã tụ tập đủ rồi. Tốt. Trong mắt Dương Phạm chợt lóe tinh quang, Ưu tiên bố trí xong thượng cổ kỳ trận cho tiên hồng y quán cùng dương gia bảo, chỗ sau sẽ trở thành đại pháo đài trận doanh bên ta. Đã theo ý của quân vương, sẽ bắt tay vào làm, mở rộng dương gia bảo trở thành tiên thành phạm vi ngàn dặm, sẽ bao quát các đại thế lực vụ liễu trấn, ngũ bàn sơn, vũ vụ sơn trang. Bồ thiên quân vương lại bổ sung, dựa theo kế hoạch, muốn xây dựng tiên thành quy mô lớn như thế, dùng tiến độ hiện tại ít nhất phải cần 100 năm. 100 năm, từ từ sẽ tới. Sau này ta tới nội hải tìm một ít cu ly tới đây. Dương Phạm phân phó xong, lại nhắm mắt. Trong lúc này, trong một ngọn núi ma khí lượng lờ, ma Dương Tông, ở trong một mật thất. Tam U Lão Ma, hôm nay chúng ta muốn thống nhất ngư Dương, sợ rằng sẽ có lực cản rất lớn, Dương Phạm kia không biết có thần thông gì. Thạch Thiên Hạng quả thật là xuất quy nhập thần. Tiểu từ họ hồ kia, trong tay có một viên lôi châu cổ quái, quy lực gần như ngang với pháp bảo thông linh trong truyền thuyết. Cực phách lão ma giọng nói lạnh băng bá đạo, vang lên trong mật thất. Trong mật thất, còn ngồi mấy người, tam u lão ma, hàng băng, liệt vô huyễn, cùng với một lão giả áo bào máu. Lão giả áo bào máu này, nếu Dương Phạm nhìn thấy sẽ lập tức nhận ra, chính là huyết ma lão tổ lão quái nguyên anh tán tu ngư Dương Quốc thực lực cùng thủ đoạn của dương tiểu tử kia quả thật tầng tầng bất tận đích thật vượt quá ý liệu của ta lúc này ta thậm chí hoài nghi thạch thiên hàn độc lập dương phàm có thế là hai cá thế độc lập hay không hoặc là hai người này là quan hệ bản tôn cùng phân thân tam u lão ma châu mày sao có thế chứ không lẽ bản tôn cùng phân thân của dương phàm đều có thực lực nguyên anh trung kỳ huyết ma lão tổ lắc đầu ta lại nghĩ rất có thế bởi vì ta đồng thời đánh qua Dương Phạm và Thạch Thiên Hàng, thuộc tính công pháp, khí chất của bọn họ quả là một trời một vực, thực lực ít nhất cũng so với Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh. Hàng băng lòng còn sợ hãi nói. Sư Tôn, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Liệt vô huyễn dò hỏi. Tam U lão ma trầm tư một lúc lâu, sắc mặt ngưng trọng, mưu kế cùng thực lực địch nhân còn cường đại hơn cả tưởng tượng. Trận đối kháng này sẽ hết sức gian khổ. chương 488, mang di cửu tộc. Dương Phạm toàn diện chống lại tam u lão ma, dẫn phát một cơn sóng lớn ở ngư dương quốc. Lần giao phong toàn diện đầu tiên, phía tam u lão ma chủ động xuất kích, có thể nói được không bằng mất, ăn một chút thiệt thòi. Chẳng qua ở ngư dương quốc, người biết tam u lão ma thăng cấp nguyên anh hậu kỳ lại cực ít. Đối mặt với hai trận doanh siêu cấp đại thế lực cũ mới đối kháng, thế lực to nhỏ ngư dương quốc giống như đi trên băng mỏng, sợ hãi bị kéo vào. Không ít tông môn tu tiên thậm chí phong tỏa sơn môn. Hạ xuống lệnh cấm túc, mọi người không được tự ý ra vào. Quỷ huyễn môn bị một bài học đẫm máu, kim hồng môn kém nửa bước liền dẫm lên vết xe đổ. Về phần kế tiếp sẽ đến phiên ai, không ai dự đoán được. Ngược lại cũng có không ít người suy đoán phản ứng bên phía dương phàm. Nếu bọn người tam u lão ma tới cửa khiêu khích, dù là không có phản kích, ít nhất cũng có bố trí hành động nhưng mà bên dương phạm một mảnh yên lặng không thấy phản ứng lớn nào điều duy nhất làm người ta hiếu kỳ chính là kế hoạch dương gia bảo mở rộng tiên thành một tiên thành bao quát phạm vi ngàn dặm ngày sau sẽ dung nạp ngàn vạn tu sĩ thành trì gia viên chân chính thuộc về người tu tiên rất nhiều tu sĩ không khỏi chờ mong hy vọng lúc sinh thời có thể nhìn thấy tiên thành khí thế hùng tráng trong truyền thuyết đối với kế hoạch tiên thành phía tam u lão ma không quấy nhiễu giống như có ý ngư ông ngồi chờ thu lợi dương phàm làm sao không nhìn ra cách nghĩ của tam u lão ma nhưng âm thầm cười lạnh kế hoạch tiên thành vẫn tiến hành không nhanh không chậm như trước năm tháng trôi qua thời gian trong thế giới người tu tiên đi qua rất nhanh trong chớp mắt dương phàm trở về bắc tần đã có hai ba năm trong lúc này lấy ám huyết vương triều làm hạch tâm các thế lực kim hồng môn dương gia bảo vũ vụ sơn trang ngũ bàn sơn tơ thành một trận doanh khổng lồ mỗi thế lực ít nhất có tu sĩ bậc cao tọa trấn đối với các thế lực nguyện ý gia nhập phe mình dương phàm sẽ không tiếc trẻ chỉ cần tư chất không quả kém chế tạo một hai kim đang bậc cao với hắn mà nói cũng không có gì khó vào lúc trong ngư dương quốc hai đại trận doanh thế lực ngang vai phải lứa nơi bắc tần đã xảy ra một đại sự kinh thiên cách mấy trăm năm nơi hoang mạc phía tây bắc tần thập tam quốc, chủng tộc mang di năm bè bảy mãn lại hoàn thành thống nhất các đại bộ lạc mang di cửu đại tộc, bọn họ là dị tộc sinh tồn ở nơi hoang dã, từ mấy trăm vạn năm trước đã bị trục xuất tới nơi hoang dã. mặc dù còn ở trong phạm vi bắc tần, nhưng không thuộc về bắc tần thập tam quốc, tài nguyên tu tiên dồi dào. nửa năm trước, hắc phong ma hoàng truyền kỳ cuộc khởi mang di cửu tộc trở thành vua không ngai hoang mạc mấy trăm vạn dặm. Rốt cuộc. Nơi phía tây hoang vụ mang di cửu tộc gần như bị quên lãng, đã khiến cho cao tầng Bắc tầng thập tam quốc chú ý. Bắc tầng thập tam quốc lịch sử cổ tịch các đội đều có ghi chép một bài học, một khi mang di cửu tộc thống nhất, chắc chắn xâm lấn 13 đại tu chân quốc trung bộ Bắc tầng. Sự thật cũng xác minh được bài học kinh nghiệm lịch sử. Hai tháng trước, một nước nhỏ ở phía tây phụ thuộc vào triệu quốc, bị mang di đạp thành đất bằng. Siêu cấp đại phái lăng tiêu tiên kiếm môn rất tức giận, dẫn mấy nước pha Tây cùng chống lại mang di. Cùng nhau phản kích. Liên lụy tới còn có một siêu cấp đại phái, tề quốc Tam Thanh Tông. Siêu cường quốc duy nhất không bị ảnh hưởng là huyết luyện tông chỗ tần quốc. Sau khi biết được tin tức này, thượng tần tu tiên giới ngư dương quốc rất chấn động. Đương nhiên, tiểu tu sĩ cấp thấp không tội gì để ý đến chuyện liên quan đến toàn đại cục bắc tần thập tam quốc một tháng trước, siêu cấp đại phái lăng tiêu tiên kiếm môn phát lệnh hiệu triệu toàn bộ ngư dương quốc. Nội dung lệnh hiệu triệu, không ngoài yêu cầu phái ra số lượng người tu tiên nhất định. Đi tham dự đại chiến tu tiên giới chống lại mang di cửu tộc. Mấy trăm năm qua ngư dương quốc vẫn nước phụ thuộc triệu quốc. Nếu như là năm rồi, lăng tiêu tiên kiếm môn phát ra lệnh hiệu triệu, ai dám không nghe. Thế nhưng hôm nay, thế cục ngư dương quốc đã khác, hai đại trận doanh, bất luận là tam u lão ma hay dương phạm, đều không thế vì vậy mà phân tán thực lực. Có thế là rõ ràng hôm nay ngư dương quốc hỗn loạn, hoặc là ngoài tầm tay không rảnh đế ý. Đổi mặt ngư dương quốc thái độ lạnh lùng với chuyện này, lăng tiêu tiên kiếm môn triệu quốc cũng không có phản ứng gì. Vụ liễu trấn, mật thất y quán. Trong tay cầm một chiếc lệnh hiệu triệu hình kiếm màu bạc, lắc đầu than khổ, cần đối bắt tần thập tam quốc sợ rằng cũng bị đánh vỡ rồi, trong trăm năm tương lai, sợ rằng sẽ rất loạn rất loạn mong đừng ảnh hưởng tới chúng ta. Bồ Thiên Quân Vương đứng đối diện hắn, trong mắt lóe ra dị sắc, nghiêm túc nói, màn di cửu tộc ngàn năm qua vẫn năm bè bảy mãn, hiện giờ rốt cuộc thống nhất, theo truyền văn, hát phong ma hoàng kia là vua không ngai cửu đại tộc, dũng mãnh thiện chiến dũng không thế đỡ. Từ khi thăng cấp nguyên anh kỳ liền chưa bao giờ thua một trận, từng phát ra cuồng ngôn, muốn sang bằng 13 tu chân quốc trung bộ sang bằng bắc tần thập tam quốc. Người này lại dám cùng ngạo tự đại như vậy. Trong mắt Dương Phạm hiện lên một tia dị sắc, theo ta được biết, tu tiên giới Phạm là hạng người tự cao tự đại như thế, đều không rơi xuống kết cục tốt. Thế nhưng, theo tin tức chúng ta sưu tập được, Hắc Phong Ma Hoàng đã từng phát lời cùng ngôn, hắn đều nhất nhất thực hiện như là 50 năm trước, hắn từng phát lời cùng ngôn. Nội trong trăm năm nhất thốn mang di, kết quả hôm nay sau 50 năm, Hắn thật sự thực hiện được, đồng thời tốc độ còn nhanh hơn. Sắc mặt Bồ Thiên Quân Vương Ngưng Trọng nói, nói như vậy, Hắc Phong Ma Hoàng này thật đúng là một nhân vật không đơn giản. Dương Phạm Trăm Tư sau đó nói với Bồ Thiên Quân Vương, phân ra một bộ phận nhân lực thẩm thấu mấy nước Tây Bộ, quan tâm chiến loạn bên kia. Tốt nhất có thể thẩm thấu thành viên Ám huyết Vương Triều vào Mang Di Tây Bộ. Bồ Thiên Quân Vương nhíu mày, dường như cảm thấy có chút không ổn. Dương Quân Vương. Đại địch trước mắt của chúng ta là Tam U Lão Ma, thân là Nguyên Anh Đại Tu Sĩ, chỉ một mình hắn cũng đủ cho chúng ta cố sức rồi, nếu như lại chia thực lực quan tâm chiến loạn Tây Bộ, sợ rằng bởi vì trong lòng ta như có một trực giác, chỉ cần còn đặt chân ở Ngư Dương Quốc, mang di Tây Bộ sớm muộn sẽ giao phong với chúng ta. Còn không bằng sớm mai phục hạt giống, hiểu rõ hư thực của đối phương, chuẩn bị cho trăm năm tới. Dương Phạm đứng lên, ánh mắt xa xăm, nhìn về phía nơi tây bộ hoang vu. Về phần tam u lão ma, chờ ta tìm hiểu vô song áo nghĩa. Theo thời gian trôi qua, nắm chắc chém giết hắn sẽ càng lúc càng lớn. Trong mắt Dương Phàm lộ ra vài phần ý cười, vô cùng tự tin. Vô song áo nghĩa. Bồ thiên quân vương nao nao. Đó chính là áo nghĩa lưu lại trong đoạn kiếm của vô song. Dương Phạm lấy ra một thanh đoạn kiếm, sắc mặt trang trọng nghiêm túc khi hắn chậm rãi nâng thanh đoạn kiếm này lên, bồ thiên quân vương đứng ở đối diện toàn thân rung lên, thân thế cứng nhắc, hít thở khó khăn. Vào lúc này, ngay cả cử động một ngón tay hắn cũng không có năng lực, trong lúc hô hấp cũng phải tiêu hao thực lực rất lớn. Bồ thiên quân vương nhịp tim tăng vọt, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn đoạn kiếm trong tay Dương Phạm. Xoạt! Dương Phạm vung tay lên, đoạn kiếm biến mất. Bồ thiên quân vương mặt không chút máu, mồ hôi lạnh tràn ra thân thế gần như đứng không vững lung lay muốn ngã thẳng đến khi dương phàm thu hồi đoạn kiếm hắn mới thở được một hơi ngài có cảm giác gì dương phàm như cười như không nhìn về phía hắn không thể chống lại không thấy chiến thắng chỉ có một đường chết gây cả ý niệm phản kháng cũng không dấy lên được bồ thiên quân vương lòng còn sợ hãi nói thân là cường giả mới vào nguyên anh ngay cả hắn cũng nói như vậy có thể thấy được áp lực đoạn kiếm trong tay Dương Phàm mang tới cho hắn. Dương Phàm mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời cao, có thể không cần thăng cấp cảnh giới trung kỳ, ta có thể tự tay đâm tam u lão ma. Tuy nhiên nếu có thể tăng lên một bước nhỏ, vậy thì càng nắm chắc. Dương Quân Vương, ngài dường như đã có thực lực như thế, sao không tự mình chém giết tam u lão ma? Chỉ cần giết hắn, tu tiên giới Ngư Dương sẽ là thiên hạ của chúng ta rồi. Bồ Thiên Quân Vương lau mồ hôi lạnh trên mặt. Hết sức hưng phấn nói. Trước đó, hắn chưa từng nghĩ tới xưng bá ngư dương quốc. Khi đó Dương Phạm lần đầu tiên cầm trong tay đoạn kiếm, xưng rằng vô địch bắt tần, hắn căn bản không tin. Hiện giờ, xem ra đã tin chín phần rồi. Thời gian càng dài, lại càng có lợi với ta. Dương Phạm vẽ mặt ý cười, tiếp đó lại than thở, chỗ cực đoan của vô song áo nghĩa, ngay ở chỗ không thấy một kiếm giết địch chính mình sẽ chết. Lão hủ đã hiểu. Bồ thiên quân vương gật đầu, trấn an, chỉ hy vọng có thể sớm ngày thấy quân vương chém giết nguyên anh đại tu sĩ. Kỳ thật, Dương Phàm còn có một nguyên nhân không nói. Nếu như hiện giờ chém giết tam u lão ma, như vậy Dương Phàm chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất nhân tu tiên giới ngư dương quốc, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trở thành tiêu điếm hàng trăm vạn tu sĩ bắc tần. Đây không phải là vấn đề chỉ có Dương Phạm lo lắng, ngay cả tam u lão ma cũng từng nghĩ tới như vậy. Hiện nay Dương Phàm chỉ muốn sách lược cân đối, duy trì cân đối với tam u lão ma. Thời gian kéo càng lâu, thực lực Dương Phàm càng mạnh, nắm chắc càng lớn. Đến khi thực lực Dương Phàm tăng lên đến trình độ có thể chống lại đại tu sĩ hậu kỳ. Dù là trở thành đệ nhất nhân tu tiên giới ngư dương, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, cũng không có gì phải sợ hãi. Bồ Thiên Quân Vương lui ra rồi, Dương Phạm nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tu. Thế nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an, đột nhiên có chút nhớ tới vân vũ tịch. Nhưng không thấy ngờ tới, mấy ngày sau, hai khí tức cường đại truyền tới phía bắc vụ liễu trấn. Đó là hai đạo khí tức rất quen thuộc. Dương Phạm mở ra thần thức, đảo qua, không khỏi thốt lên vũ tịch. Vù, trong hư không có một quang ảnh màu xanh lục đang lướt tới. Trên một chiếc lá xanh bóng đứng lặng một bóng hình tiên tử xinh đẹp mặt đeo lụa trắng phiêu giật xuất trần chính là vân vũ tịch chỉ là trên pháp bảo của nàng còn đang chở theo một lão giả tóc bạc hấp hối khí tức hết sức suy yếu rốt cuộc xảy ra chuyện gì dương phàm thất kinh thân hình chật lóe biến mất khỏi mật thất y quán sau khoảng khắc liền bay lên giữa không trung dương đại ca chuyện lớn không tốt vân vũ tịch giọng nói mang theo lo lắng ánh mắt sáng ngời hiện lên hơi nước Dương Phạm bay tới gần, phát hiện lão giả tóc bạc đang nằm trên pháp bảo của Vân Vũ Tịch. Chính là Dược Vương đang hấp hối. Dược Vương sắc mặt trắng bệt, trên trán có một ấn ký màu đỏ không nhìn được bằng mắt thường, khẽ dãy dùa, quỷ gì khó hiểu. Dương Phạm vội đặt tay lên người lão, không khỏi hít vào một hơi lạnh, huyết hồn chú ấn.